Dạ, tôi được thân hành nghe thầy pháp thì đó là cái duyên thứ nhất. Cái duyên thứ hai nữa là hôm nay thầy thuyết pháp về cái vấn đề bố thí không sao. Thì bản thân tôi có một cái thắc mắc mà ngay từ lúc nhỏ đã có những thắc mắc rồi, nhưng mà ít khi nào có dịp trao đổi các thầy. Thì hôm nay phải nói về cái duyên, thành ra là hân hạnh được gặp thầy, xin kính mong thầy giải đáp. Cái tôi xin thưa nêu hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là hồi nhỏ, lúc còn nhỏ thì đi theo cha mẹ đi chùa, đi theo bà nội đi chùa. Thì đến những ngày lễ lớn hay là các ngày rằm á, thì thấy người ta cúng sanh, thì cũng thấy ngạc nhiên. Đến thì thấy một bên đó thì các người có lòng tốt bố thí, mua những cái lòng chim rồi mở chim ra cúng sanh cho chim tài. Thì cách đó khoảng 5-10 thước thôi, thì có những cái em trẻ, những cái trẻ đó nó lại bắt những con chim vừa cúng sanh đó, nó bắt nó trở về học, rồi nó đi đem bán lại cho cái người thân thể. Thì lúc nhỏ đã có một cái thắc mắc rồi, vậy thì thấy là nó cũng có một cái dòng lẩn quẩn, tại sao là cái người bắt và cái người thả. Rồi mới nghĩ lớn cũng sắp đó cũng nghĩ là người đã ăn đúng hay sai. Cái người mà phóng khí á, không phóng sanh thì là tốt rồi, nhưng mà cái người bắt chim á, thì mình nghĩ rằng nếu mà không có cái người mua chim thì cái người bắt chim không bắt nữa. Thì nghĩ là ai cũng ai sai đấy, đó là em nhỏ đã thắc mắc rồi. Rồi lớn lên đó thì muốn tìm hiểu đạo Phật đó, thì cũng biết là trong đạo Phật có đại thừa tiểu thừa, các vị sư thì có vị ăn chay có vị không ăn chay. Thì cũng thắc mắc cái chuyện đó là nếu mà anh xuất gia thì người niệm Phật thì tại sao lại ăn mặn. Thì cũng có hỏi một cái, cũng có trao đổi con vị vậy, thì có vị mới nói là những người bán, những người giết mới công bằng, nó mới có tội, còn tôi không có giết, tôi chỉ mua, tôi ăn, tôi không có tội. Vậy ai đúng ai sai? Đó đó là hai cái thắc mắc mà vừa qua thì thầy cũng nói qua một câu đó, nhưng mà xin thầy nói rõ hơn những cái đức tin tưởng như duyên khía cạnh đạo Phật thì ai đúng ai sai. Xin thầy giải đáp dùm, và trình thầy có cái trình độ để mà trả lời. Chúng tôi xin tóm tắt lại hai câu hỏi. Đó là thứ nhất á, cái việc phóng sanh nó là một cách gián tiếp để cho người ta bắt, và là cái người bạn của chúng ta vừa chia sẻ đó là trong quá khứ anh đã từng chứng kiến cái cảnh trạng các Phật tử mua chim, mở lòng chim ra để phóng, thì các cái em gọi là con mồi đó bắt lại để bán lại cho người này. Thì về cái vòng luẩn quẩn của mua và bán, bắt và thả, nó trở thành một cái gì đó mà có thể rất là chướng tai gai mắt, làm cho cái người muốn phóng sanh không còn tấm lòng để phóng sanh nữa. Như vậy trong trường hợp đó, ai là người đúng, ai là người sai, ai là người có phước, ai là người có tội, đúng không? Câu thứ hai đó là vấn đề ăn chay và ăn mặn. Có nghĩa là bây giờ nếu như mà tất cả mọi người trong xã hội, ví dụ những nhà sư Nam Tông và những người Phật tử tại gia đều ăn chay cả, và trong thế giới này đều ăn chay, thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ có người ăn mặn. Bây giờ do vì mình có ăn mặn cho nên mới có người sát sanh. Như vậy là cái nguyên nhân của sự sát sanh là do người ăn hay là do người làm hay là do người bán, cho nên ai đúng và ai sai trong trường hợp này. Chúng tôi xin chia sẻ cái câu hỏi thứ nhất trước. Đó là một cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái khúc mắc nhất, nó có nhiều cái sự kiện để chúng ta đặt lại vấn đề cái phức tạp, cái mâu thuẫn ở trong cái động tác ban bố sự sống của phóng sanh. Chúng ta biết rằng về đạo lý nhân quả đó thì thường nó phải chấp nhận một cái sự kiện, đó là một bên bồi thì một bên bị lỡ, một bên bị tăng thì một bên bị giảm, một bên có giá trị thì bên kia bị thấp giá trị thôi. Quy luật nó vậy, trong tất cả các mối quan hệ cũng vậy, một bên chia một bên nổi, một bên khống chế một bên bị khống chế, và nếu như cả hai bên cùng muốn khống chế thì cái khổ đau nó sẽ xuất hiện thôi, nó sẽ đổ vỡ và tất cả mối quan hệ cũng theo đó mà nó có nhiều cái trục trặc ở trong cuộc đời này. Chúng ta nhìn thấy trên cảnh tượng của những người gọi là bắt chim giấu vào trong lòng, cho nên chúng ta thương tưởng
cái đời sống của chúng, cho nên chúng ta muốn bố thí, chúng ta bỏ đồng tiền ra, chúng ta nuôi mạng sống của nó. Này, người khác lợi dụng cái tình thương của chúng ta để bắt nó vào trong lòng, thì như vậy nhân quả trong hai trường hợp này rất là rõ. Chúng ta đang gieo trồng những hạt giống của tình thương, đang gieo trồng những hạt giống của sự sống, đang gieo trồng những hạt giống của sức khỏe, đang gieo trồng của sự sống tự do, và người kia đang gieo trồng một hạt giống ngược lại, tức là hạt giống của bất tự do, hạt giống của tu đày, hạt giống của đày đọa, hạt giống của giam nhốt, hạt giống của mất sức khỏe, hạt giống của giảm tuổi thọ. Và do đó hai bên nó đều gọi là gieo trồng hạt giống, và quả nó cũng chờ trổ ra, có thể cùng một thời, có thể là khác thời với nhau. Cho nên đứng trước cảnh tượng đó, chúng ta bất chấp người kia lợi dụng tình cảm, bởi vì mọi người có được quyền tự do mà, tự do ngôn luận, tự do hành động, tự do làm việc xấu, tự do làm việc ác. Người khôn thì làm việc tốt, người xấu là người không khôn làm việc ác. Cho nên giàu cho có phải chứng với một cách gọi là bất nhẫn như vậy, chúng ta đừng bao giờ thôi thắt cái tâm nguyện gọi là bố thí về sự sống. Chúng ta vẫn tiếp tục gọi là phóng sanh, và người kia họ làm xấu là họ chịu thôi. Còn nếu như lúc đó chúng ta nghĩ đến sự kiện đó chúng ta chán nản, thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể phóng sanh được lắm. Đó. Nhưng mà nó lại có một sự kiện rất là khó lý giải. Như chúng tôi đã nói ngay từ đầu là người Ấn Độ không hề giam nhốt, cho nên cái nhu cầu phóng sanh của họ không có. Nhưng mà kể từ khi Phật giáo Đài Loan và Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, các những ngôi chùa ở trên đất Phật, thì lúc bấy giờ cái nhu cầu bắt chim ở một số người nghèo là bắt đầu xuất hiện. Là bởi vì họ có nhìn thấy những người nghèo họ không có phương tiện để sống, cho nên họ tìm cái cách nào để họ có được chén cơm bánh áo. Họ nhìn thấy cứ mỗi lần người Trung Hoa, người Việt Nam, người Nhật Bản, người Triều Tiên đến đất Phật là mang theo những lồng chim, mang theo những con cá để mà thả xuống sông, để mà thả ra ngoài bầu trời không gian xanh bao la. Cho nên họ tìm cách họ bắt. Và do đó khi cái việc mà bắt chim á, bắt đầu bắt cá, bắt chim bắt đầu đã xuất hiện ở Bồ Đề Đậu Tràng và đã xuất hiện ở các Phật tích còn lại, thì đó là một sự hoàn toàn gọi là rất là đau buồn, rất là đau lòng. Chứ là họ lợi dụng một từ bi để làm những việc xấu. Mà nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta làm một cách tuyệt đối đó để không tạo điều kiện cho người khác gieo trồng những cái hạt giống bất thiện trong tương lai, thì trong suốt thời gian chúng ta làm cái công việc đó thì bao nhiêu cái loài vật này sẽ bị khổ đau rất lâu dài. Cho nên tìm đến một cách tuyệt đối là không được, khó lắm. Làm thế nào để tất cả mọi người đều ý thức được chuyện đó, để không còn làm chuyện đó nữa, không làm chuyện phóng sanh nữa, và những người kia sẽ không còn cơ hội để mà giam nhốt, để mà bắt tới bắt lui, để mà bán sống ở trên đồng tiền của chị mà giá trị buôn bán đó nữa, khó vô cùng. Cho nên thôi chúng ta cứ làm, còn ai làm xấu thì họ cứ chịu thôi. Cho nên cũng trong một hành động, trong một sự kiện của con chim, của những con cá, của những con rùa, chúng ta thấy phước và khổ đau xuất hiện, hạnh phúc và không hạnh phúc nó có mặt, khôn và không khôn nó được phân bài, thiện và ác nó phân ranh giới. Cho nên là chúng ta cứ đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy. Còn người kia lợi dụng thì họ chịu cái hậu quả xấu của họ thôi. Thì theo chúng tôi là như vậy. Nhưng mà tìm một cái cách tuyệt đối khó lắm. Dù chúng ta có thể gặp trường hợp đó chúng ta không có mua đi nữa, thì những người kia cũng bắt rồi bán được thì họ lấy làm thật ăn thôi. Ăn riết rồi không có thì họ giải người hay. Thì trong suốt thời gian đó thì không biết bao nhiêu con nó sẽ phải tiếp tục chết. Vấn đề là chúng ta vẫn tiếp tục phấn thí, vẫn phóng sanh. Nhưng mà song song với sự phóng sanh và bố thí đó, chúng ta khi mà mua từ cái lồng chim của người bán, từ ngay cái hồ cá của cái người nuôi, chúng ta phải nói với họ rằng là hãy nên từ bỏ cái nghề này đi. Bởi vì cái nghiệp gọi là sát hại, cái hành nghề buôn bán của các loài động vật trên cái giá trị sự sống đổi bằng giá trị gọi là kinh tế, nó tạo cho cái đời sống của mình là nghèo khổ từ cái đời sát trước kia. Lúc nào chúng tôi mua chim phóng sanh đều, chúng tôi đều góp ý như vậy. Thì dĩ nhiên nghe không là chuyện của họ thôi, nhưng mà ít nhất là họ gieo trồng được một cái kiến thức về Phật pháp, họ gieo trồng được một cái tình thương từ quan niệm của nhà Phật, họ gieo trồng về một cái quan niệm bình đẳng sự sống đối với các loài chúng sanh. Có thể họ chưa làm lúc này, nhưng mà đến một lúc nào đó khi cơ bệnh xuất hiện với họ, họ chỉ là có lẽ là một lúc nào đó tôi đã từng nghe một người Phật tử đã khuyên chúng tôi gì đó, một ông thầy chùa đã nói chúng tôi gì đó, nhưng mà lúc đó tôi thấy giá trị bây giờ, thấy rằng là cái tiếng chim kêu nó cứ làm cho mình bị khủng hoảng, chỉ có con động vật mà mình sát sanh sát hại, mình buôn bán, nó làm cho mình nhớ là mình bị gọi là khổ đau, mình bị dây vò. Cái chuyện trạng thái đó nó có, ai đã từng làm nghề đồ tể là chắc chắn phải hiểu điều đó, ai đã từng gọi là làm những cái nghề gọi là bán chim bán cá đều biết những chuyện đó cả.
Dù người đó là rất là lực lưỡng, không sợ hãi, có thể là gọi là đã từng ra trận, chưa bao giờ sợ cái chết là gì, nhưng mà đến lúc cần qua đời, cái khủng hoảng đòi mạng sống của những loài động vật đó có thể tồn tại dưới dạng sức một cái ảo giác, có thể tồn tại dưới sức một cái sự linh cảm, có thể tồn tại dưới một dạng thức này một dạng thức kia, nhưng mà tất cả những cái đó nó đều tác động làm cho cái đời sống khổ đau của mình gia tăng gấp bội. Cho nên khi chúng ta phát tâm phóng sanh, chúng ta phải gieo hạt giống ý thức về sự sống ở những người gọi là nuôi những cái hạnh nghiệp không tốt đó, rồi từ từ họ sẽ hiểu ra được. Ví dụ như là khi chúng ta chứng kiến một em bé bắt lại những con chim đó, chúng ta có quyền gọi là yêu cầu nó không được bắt, là bởi vì chúng ta nói rằng nó thuộc về sở hữu của mình, nó theo một cách thức nào đó nó là thuộc sở hữu của mình. Chỉ cái sở hữu này nó không phải sở hữu theo cái kiểu mình bảo vệ nó, mình giật gió, mình ai đụng tới nó mình sẽ đánh, mình sẽ rầy, mình sẽ la, nhưng mà mình phải viện cớ nó là sở hữu, mặc dầu đạo Phật không chấp nhận có cái sở hữu, nhưng mà mình phải nói như vậy để cho những đứa bé này nó phải bỏ bàn tay nó ra, để cho các con chim có thể bay về trời xanh bao la, để cho các con cá có thể tung tăng bơi lệ trên sông. Thì dĩ nhiên là tất cả những loài chim loài cá nó đều có quy luật vận hành và tuổi thọ của nó. Có con thì sống mấy tháng, có con thì sống mấy năm, có con vừa mới thả ra là nó chết rồi. Trong một lần mà phóng sanh thì chúng tôi đã từng chứng kiến, chúng tôi không bao giờ để cho cái lồng chim phóng sanh đó chờ hết thời kinh mới phóng sanh, là bởi vì chúng ta giam nhốt nó thêm một tiếng đồng hồ nữa. Khi mà ai tới đời phóng sanh là chúng tôi tới phóng sanh này không cần phải đọc kinh. Người đọc kinh 15 phút nó còn khổ đau 15 phút, mà các loài chim nó có biết nghe ngôn ngữ con người đâu mà hiểu được chuyện gì. Cho nên giá trị của sự tụng kinh trong trường hợp này không có giá trị gì cả. Thế đó, chúng ta chỉ cần chú tâm thật là nhiều, chúng ta có thể vận dụng bằng cái ngôn ngữ của tâm. Và theo nhà Phật nói rằng là chúng ta có thể là không còn thân thể vật lý, chúng ta có thể không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng mà qua ánh mắt, qua cái cách biểu đạt, qua cái tình thương, chúng ta có thể thiết lập được cái sự hiểu biết không ạ? Ví dụ chúng ta gặp người khác vơ tay như thế này thôi, thì chúng ta biết rằng cái tình thân thuộc, cái tình bạn bè nó có thể có được thiết lập giữa chúng ta và người kia. Hoặc là chỉ cần nhìn nhau, có thể không nở một nụ cười, không nở một cái chào hỏi cái gì hết, nhưng mà chúng ta biết rằng người kia đang có thân thiện với mình, đang có thiện cảm với mình, và mình thiết lập, mình chấp nhận cái thân thiện thiện cảm đó. Thì đối với các loài động vật cũng vậy đó. Cho nên khi mình phóng sanh là mình phải chuyên tâm vào trong cái lúc đó, mình mong rằng tất cả những nghiệp chướng của cái loài động vật này nè, nó gieo trong quá khứ để dẫn đến cái đời sống của cái kiếp xuất sinh, hoặc là do vì nó chấp mắc về tài sản sở hữu vật chó mà nó đã gieo trồng ở trong quá khứ, cho nên nó cứ phải lẳng quẳng trong gia đình để nhìn thấy được những cái mà mình đã gieo trồng, mình cái mình đã thành công, những cái mình đã có, thì mình phải nói với nó bằng cái trực tâm của mình, làm cho nó hiểu ra được rằng tất cả cái đó không phải là sở hữu của tôi, tất cả những cái đó không phải là cái mình có thể bám víu mà được hạnh phúc, hãy buông nó đi mà ra đi. Cái thứ hai nữa, nếu như nó được đào thai thành các loài động vật này do từ cái nghiệp sát sanh nhiều quá, thì nó phải ăn năn hối hận để nó tìm được một kiếp sống trong tương lai tốt hơn cái kiếp của các loài động vật. Thì mình cần phải tâm niệm hai điều đó, và cái cường độ, cái mức độ của sự chuyên tâm tâm niệm trong trường hợp này, nó làm giá trị của từ bi được gia tăng, nó thiết lập được một cái ngôn ngữ mà các loài động vật kia có thể giao cảm được. Cho nên một người nào đó mà có thân cận gần gũi, thương chăm sóc các loài động vật nhiều chừng nào, thì sau này cái kiếp sau á, những cái con đó đó khi mà được siêu sanh thoát hóa, nó sẽ trở thành đệ tử của mình, hoặc là trở thành những người thân thuộc của mình, bởi vì cái thiết lập tình cảm trong trường hợp này nó là một cái chất liệu để cho cái tình thân đó nó được diễn ra ở chiều kích này hoặc là ở chiều kích khác. Cho nên chúng ta phải tin cái nhân quả ở những cái nho nhỏ như vậy, do đó chúng ta vẫn cứ phải làm. Còn ai làm xấu thì chuyện họ chịu, chúng ta vẫn phải giải thích cho họ biết. Nhưng mà nếu họ không chấp nhận thì họ đã bị say mê quá nhiều, si mê quá nhiều, và do đó cái quả báo xấu ở họ nó càng cao. Nhưng mà nếu như một người nào đó họ đặt lại, tại vì mình từ bi quá cho nên người kia mới bị tạo nghiệp, thì lúc đó chịu thôi, chịu thôi. Bởi vì cái đạo lý nó đòi hỏi đến cái sự tiếp nhận, mà nếu như người đó có kiến thức, hoặc là người đó nó gọi là tôn trọng cái đời sống nhiều quá mà không tôn trọng những giá trị của tình thương của các loài động vật, thì người đó sẽ mang cái hậu quả vào bản thân của họ. Thì chuyện đó chúng ta phải chấp nhận rồi, chứ là chúng ta còn hết cách rồi. Cho nên là cứ làm Bồ Tát đạo để cho các loài chúng sinh được an vui, còn kẻ xấu thì sẽ bị khổ đau từ những cái đó. Trong cái câu hỏi thứ hai đó là tại sao là một nhà sư mà còn phải ăn bẩn. Cái này nó thuộc về cái nguyên nhân lịch sử, chúng ta phải thông cảm trước. Trong đời của Đức Phật thì vấn đề tất cả các nhà sư phải sống bằng hành khất,
tức là nuôi thân của mình bằng cái cách tựa là tạo cơ hội cho quần chúng gieo trồng những hạt giống công đức. Và cái quan niệm văn hóa của người Ấn Độ không bao giờ chấp nhận một nhà sư dù của trường phái tôn giáo nào làm kinh tế, lao động, có chức nghiệp, là bởi vì họ nói rằng là nếu như anh làm chuyện đó, nếu như chị làm chuyện đó thì anh và chị tu sĩ cũng giống như chúng tôi, không có gì khác hết. Cho nên các anh chị phải lo về cái chức năng tinh thần và tâm linh, còn chúng tôi lo về cái chức năng kinh tế và quản trị xã hội, và hai bên này hỗ trợ lẫn nhau một cách rất là mật thiết. Cho nên nào mà có hai cái đó nó hòa nhịp với nhau thì hạnh phúc nó sẽ bắt đầu có mặt. Chúng ta vẫn còn nhớ Triết gia Plato đã từng dựng lên một học thuyết gọi là Republic đó, là tức là dân chủ. Trong cái tác phẩm Dân chủ của ông ta đó, ông ta đưa ra một mẫu hình lý tưởng về một cái xã hội an bình thịnh trị, mà cái nhân vật cai trị cao cấp nhất là vua, mà theo ông ta định nghĩa bằng một cái từ rất là hay, đó là gọi là King Philosopher, hoặc có người dịch đó là Philosopher King, tức là nhà sư triết gia, là ông vua triết gia hay triết gia nhà vua. Tại sao Plato đã dựng lên một mẫu người lý tưởng như vậy? Tại vì theo ông á, là một nhà cầm cân nảy mực về chính trị và quân sự của một đất nước đó, mà nếu không có được cái giá trị của sự hiền triết, không có giá trị của kiến thức đó, thì cái con đường dấn thân phục vụ của sự độc đoán của ông ta đó, có thể đẩy đất nước này vào trong khổ đạn, có thể làm cho tất cả những con người từ thế này sang thế kia bị chết bằng một cái bằng cái sự vô minh của mình, chẳng hạn như Hitler của đại dịch thế chiến chẳng hạn. Đó. Cho nên ông ta mong mỏi, nhưng mà rất tiếc là cái học thuyết toán đã không được ứng dụng ở trên cái nơi mà Plato đã được sinh ra, và cái nền văn hóa đã được truyền bá như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy có một sự kiện ngẫu hợp nó lại xuất hiện ở Tây Tạng, tức là một nhà sư vừa là vua vừa là lãnh đạo tinh thần, không ạ, nó giống y hệt vậy thôi, nó là một cái biến thân, một cái hậu thân của học thuyết Plato, tình cờ mà rất là hay. Cho nên là cái giá trị của trí tuệ nó rất là lớn, là lớn đến độ nếu chúng ta thiếu nó thì khổ đau có thể có mặt. Vì vậy là đời sống của nhà sư đó, nó phải gắn liền với đời sống của tinh thần, với đời sống của tâm linh, và do đó nhà sư mới có những cái giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Thì thời của Đức Phật, chúng ta biết rằng là Đức Phật quy định đó, cứ mỗi một ngày như vậy đó, là các nhà sư chỉ được đi hành khất một lần, nghĩa là ăn một cử, và cái cử ăn đó phải trước 1 giờ trưa, từ 11 giờ đến 1 giờ trưa, rồi sau đó là chúng ta không ăn nữa. Như vậy nó có 3 giá trị trong cái lời dạy này của Đức Phật. Giá trị thứ nhất á, Đức Phật khuyên chúng ta là phải tiết chế cái cơ năng và cái sản phẩm tiêu thụ trong con người của mình. Nếu như là người thế gian, họ lao động, họ làm nghề nghiệp, họ dấn thân ở trong cuộc đời để gì? Để có được chén cơm nè, có được manh áo nè, có được đồng lương nè, chủ yếu cũng để phục vụ cho ăn mặc, ngủ nghỉ thôi, không ạ. Thì muốn cái đó là muốn cái chính mà. Không có cái này là đời sống không được gọi là hạnh phúc, đời sống không được gọi là an bình, đời sống không được gọi là thoải mái. Cho nên ai làm cũng phải mua cái nhà trước, cho đến là có xe hơi, cho đến là có các phương tiện sử dụng trong gia đình, đầy đủ hết cái đó mới được gọi là hạnh phúc. Còn thiếu thì hạnh phúc nó không được cảm giác. Thì như vậy là nhà sư gọi là phải gọi là trở thành một mẫu người, gọi là hạn chế một cách tối đa về cái điều kiện tiêu thụ, và tiêu thụ một cách gọi là có chọn lọc, tức là chỉ đưa vào trong cơ thể của mình những gì cần thiết cho sự sống. Nó liên hệ đến thể chất, nó liên hệ đến thể trí, nó liên hệ đến sức khỏe của tinh thần. Bởi vì bên Ấn Độ đó, ăn uống nó được xem như là một phần của nền văn hóa, một phần của đời sống đạo đức, một phần của tư cách. Cho nên nếu như một nhà sư đó, sau khi ảnh hưởng truyền thống Phật giáo Đại Thừa mà còn ăn mặn thì người ta rất là khinh thường, người ta còn rất là rẻ luôn. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái câu chuyện ăn mặn và chay vào trong cái bối cảnh lịch sử văn hóa cách đây 26 thế kỷ, nơi mà lúc đó chưa có ăn chay cả, thì chúng ta rất là dễ dàng chấp nhận tại sao Đức Phật cho phép ăn mặn. Là bởi vì là một người hành khất, chúng ta không được quyền yêu cầu, chúng ta không được quyền xin xỏ, mà ai cho cái gì chúng ta nhận cái đó. Đức Phật chấp nhận là nếu như chúng ta ăn trong trường hợp chúng ta không có yêu cầu, chúng ta không hạ lệnh, chúng ta không bắt buộc người ta phục vụ cho mình, thì trong trường hợp thịt được phục vụ trong trường hợp đó, nó sẽ được gọi là thực thanh tịnh. Nghĩa là ăn trong trường hợp đó, cái nghiệp sát nó vẫn có, nhưng mà có ở mức độ gọi là thấp nhất, để cái khổ đau nó có thể là ít nhất. Đức Phật đưa ra tức là 3 tình huống được gọi là một cái tập thực thanh tịnh. Thứ nhất là chúng ta không thấy cái người gia chủ đó tặng tay giết cái con vật này để phục vụ cho chén cơm của mình,
trong ngày hôm đó. Chúng ta cũng không nghe cái âm thanh của các con vật đó bị la, hét, bị giết chết để phục vụ cho chánh ngôn của mình. Chúng ta cũng không hề có những cái hoài nghi nào rằng gọi là gia đình đó làm một cách lén lút để phục vụ cho mình, bởi vì trong lúc mình hành khất là mình cứ đi thôi, không hề sinh nha. Cái quy luật hành khất của nhà sư đó là không hề sinh sọ. Chúng ta cứ đi một cách thông dong tự tại trong cuộc đời, mắt mình không được nhìn quá ba thước từ phía trước, rồi là tay mình là cầm một cái bình bát, và lúc nào mình cũng quán niệm gọi là chánh niệm tỉnh thức từng bước thảnh thơi thôi. Còn ai gọi là họ muốn gọi là gieo trồng cái ruộng phước thì họ cứ đặt cái phần cúng dường vào trong bát của mình, và đặt cứ như vậy đầy là chúng ta về, chúng ta không được quyền nhận thêm, để giảm thiểu một cách tối đa gọi là cái lòng tham, cái sự hưởng thụ trong cuộc đời của một người xuất gia. Và từ đó người xuất gia mới có được điều kiện gọi là trao dồi đời sống tâm linh và đạo đức của chính mình. Cho nên là khi người ta cúng cho mình một phần mặn thì mình ăn mặn, người ta cúng chay thì mình ăn chay, cứ như vậy thôi. Và do đó ăn chay trong trường hợp đó, nó hoàn toàn không phải là sự ra lệnh. Và Đức Phật có thể giải thích thêm như thế này, tức là dựa vào tinh thần của Đức Phật, chúng ta có thể giải thích thêm. Nếu như ở trong một cái ngôi chợ của những người ăn mặn, cứ một ngày như vậy người ta giết thịt là 20 con gà, 10 con heo, 5 con bò, ví dụ như vậy. Bây giờ đó là những người gia chủ họ mua về, rồi họ làm cho gia đình của họ ăn. Và dĩ nhiên đó, là người mẹ, người cha mà rộng lượng thì không bao giờ làm gọi là vừa, mà phải làm dư. Cái người sang là luôn luôn làm dư. Có thể mình ăn có 5 phần nhưng mà mình phải làm 7 phần để mình chừa lại. Rồi ai có thể ăn nhiều có được người ta ăn. Thì lúc bấy giờ chúng ta đi hành khách qua họ, tìm thấy trong gia đình còn gì họ cúng nhiều cái đó. Lúc bấy giờ họ đem ra họ cúng, thì chúng ta phải biết rằng là cái 20 con gà, 5 con bò, 5 con heo và 3 con bò đó, dù chúng tỳ kheo, những vị xuất gia có đi ngang qua gia đình này, không đi ngang qua gia đình đó, có nhận phẩm vật cúng dường hay không nhận phẩm cúng dường, thì cái số lượng các loài động vật khả thể bị giết đó, nó cũng sẽ phải bị giết như vậy thôi. Nó không sẽ không tăng mà cũng sẽ không giảm. Nó là cái nhu cầu của chợ búa. Và ai làm nghề đồ tể thì họ sẽ biết rằng là cái ngôi chợ của mình sẽ bán được mấy con gà trong một ngày. Cái độ chênh lệch nó có thể là 5 con, 10 con thôi chứ không chênh lệch nhiều. Cho nên họ biết được, còn có mùa nào cái số lượng nó có thể tăng gấp 2, gấp 3, còn mùa nào thì nó có thể giảm gấp 2, gấp 3, là tùy. Thì thường á, cái mùa rằm tháng 7, từ cái ngày mùng 1 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, ở các chợ Việt Nam số lượng mà cái thực phẩm mặn được bán ra chợ nó giảm đi gọi là gần như là 3/4. Đó là những người bán buôn bán thịt họ thường nói với chúng tôi chuyện đó. Nhưng mà qua những cái tháng này thì cái số lượng ăn mặn nó sẽ gia tăng lên. Tức là người ta ăn mặn người ta cũng sợ hết. Cho nên đến những tháng đó người ta làm công đức, làm từ thiện, làm phước báo cúng dường, nên tạo được kỳ ăn chay để cho gia đình của mình được tốt. Theo quan niệm không được như vậy. Thì trong trường hợp đó ăn chay á, hay ăn mặn á, nó là một cái chuyện mà bắt buộc chị. Mình không được quyền lựa chọn. Nhưng mà vấn đề đặt ra là trong cái xã hội ngày nay, tu sĩ gần như là ở các nước không còn cái truyền thống đi khất thực nữa, ngoài trừ gọi là Thái Lan, Lào và Campuchia, ba nước mà truyền thống Phật giáo rất là mạnh. Thì như vậy là các nhà sư ăn mặn thông thường ở trong chùa của mình, phải không ạ? Và do đó các Phật tử và thường cúng dường xe tăng á, nếu có người mà không hiểu đạo nhiều đó, họ thường họ hỏi một cách công khai là sư ngày mai con muốn cúng dường xe tăng, sư muốn ăn gì, thịt heo, thịt gà, thịt bò, muốn ăn loại gì. Thì như vậy là chúng ta đã làm những điều sẽ làm. Tại dĩ nhiên á, nếu nhà sư nào mà gọi là thoải mái quá đó, thôi đừng có làm thịt bò, bởi vì thịt bò sẽ bị gan ăn vô tiêu sớm lắm. Cũng đừng có thịt gan bởi vì sư có bị mỡ trong máu, ngon ngon làm thịt gà, vì cái thịt này không phải là thịt đỏ, thịt trắng, cho nên là độc tố đó. Lúc bây giờ chúng ta đang ra lệnh không ạ? Chúng ta đồng tình với sự giết, chúng ta không phải là không thấy, không nghe, không nghi, mà còn ra lệnh, còn đồng tình để cái sự giết đó được diễn ra để cúng dường. Lúc bây giờ cái thịt đó được ăn không còn gọi là thịt thanh tịnh nữa, nếu trường hợp đó diễn ra. Cho nên đó là trong cái xã hội hiện đại, khi mà cái định chế xã hội đã được thiết lập, các nhà sư nhiều ở trong chùa đó, và cái truyền thống đi các thực phẩm không còn nữa, thì chúng ta nên ăn chay cho nên nó tốt. Bởi vì ăn chay như vậy nó vẫn tốt cho sức khỏe. Cái thứ hai là tình thương nó được thiết lập rất là tốt đó, rất là tốt. Nhưng mà thương á, cái ẩm thực nó tạo thành thói quen. Một con người mà khi mà quen ăn chay rồi đó, chỉ cần nghe cái tiếng, nghe một cái chén, cầm một cái chén mà đã được phục vụ thịt và các đồ mặn nói chung, cảm thấy là khó chịu. Nghe cái mùi là mình thấy ớn muốn ói rồi. Nếu mình ăn chay 30 năm mình nghe mình càng khó chịu nữa. Cho nên đó là cái gì nó cũng tạo thành thói quen. Mình ăn mặn riết thì nó cũng thành thói quen. Ăn chay riết thì nó cũng thành thói quen. Một cái thói quen là nuôi dưỡng từ bi, một cái thói quen là nuôi dưỡng cái không từ bi.
một cái thói quen là bảo vệ sự sống, một thói quen là giết sự sống, tất cả đều thói quen hết. Cho nên nếu mình là một người khôn ngoan thì mình nên tạo thói quen nuôi dưỡng sự sống là phát triển lòng từ bi, và nó trở thành một cái gì đó rất là tốt cho mình và cho các loài động vật, liên hệ đến sức khỏe mạng sống của mình ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên là nếu chúng ta là những người Phật tử của Phật giáo Nam Tông, hoặc là nếu quý vị có điều kiện cúng dường cho Phật giáo Nam Tông, cho các nhà sư, thì đừng bao giờ cúng dường đồ mạng. Nhưng mà nó có một cái nghịch lý nó đã diễn ra, tạo thành một cái mâu thuẫn giữa ăn chay và ăn mặn giữa hai truyền thống từ trước đến giờ. Đó là một trong năm điều kiện phá hoại Phật pháp của Đề Bà Đạt Đa đề nghị lên Đức Phật. Đó là yêu cầu tất cả các tu sĩ ăn chay. Và trong cái học thuyết của Nam Tông đó, họ đưa ra là Đức Phật ba cái chuyện này. Đức Phật nói là vì Đề Bà Đạt Đa là cái người muốn thay thế Đức Phật lên lãnh đạo tăng đoàn, cái lòng bản ngã ông ta gia tăng, cái con người của ông ta nó không còn là con người của lương tâm đạo đức nữa, cho nên Đức Phật chấp nhận. Và từ đó đó, bên Nam Tông lấy đó là một cái cớ, một điều kiện để không bao giờ chấp nhận cái việc ăn chay, không bao giờ chấp nhận. Mặc dù cái định chế sau hiện tại, việc đi mua đồ chay là chuyện rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả, nhưng mà đã trở thành thói quen thì khó bỏ dữ lắm, rất là khó bỏ. Cho nên khi mà gắn cái vấn đề mà ăn chay trở thành cái điều kiện nữa là phá hoại tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa, thì rất là khó chấp nhận ăn chay như là một điều kiện, như là một cái cách mà quan niệm văn hóa ẩm thực như là người Ấn Độ đã làm ở quá khứ do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên chúng tôi nghĩ đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Cái thứ hai nữa, năm điều đó theo chúng tôi là người ta đã gán vào trong miệng của Đức Phật. Đức Phật không hề nói chuyện này. Với tuệ giác của Đức Phật, với tình thương bao la của Đức Phật, thì Đức Phật không bao giờ không khuyến khích ăn chay. Chuyện đó là chuyện chắc chắn. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói ra một lý do tại sao Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, là bởi hai lý do căn bản. Lý do thứ nhất, trong một cái truyền thống văn hóa ăn mặn và đạo Phật được thành lập quá mới, mà nếu như buộc tất cả những người theo truyền thống Bà La Môn giáo trở thành những người ăn chay trường thì họ khó làm được Phật. Cho nên họ có thể ăn chay 50%, 60%, 70%, đó là trường hợp ăn chay tam tịnh nhục, không thấy, không nghe và không yên. Nhưng mà khi mà giáo đồ của Ngài được phát triển, quần chúng đã được hiểu về đạo lý của tình thương, của từ bi, của tuệ giác mà Ngài đã dạy, cho nên họ đã không còn cúng dường cho giác nhà sư các cái phẩm vật mặn nữa. Cho nên từ đó về sau, cái truyền thống ăn chay đã trở thành một cái bản chất văn hóa ẩm thực của nhà Phật Đại Thừa. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, Đức Phật nói nó có những tình huống mà việc ăn mặn có thể được chấp nhận ngoài cái tam tình dục. Đó là nó có những dùng, đặc biệt là những cái dùng nó liên hệ đến Hy Mã Lạp Sơn. Chúng ta biết là tuyết phủ quanh năm, và cái dùng tuyết phủ á, thì thường cây cỏ nó khó được lớn được lắm, trồng 10 mà nó chỉ được 1 thôi, có thể là không được gì cả nữa. Cho nên rau quả làm sao mà có để ăn, cái thứ hai ngũ cốc nó cũng không tồn tại nữa. Như vậy những người sống ở cái vùng mà gọi là tuyết rơi thì thường có nhu cầu ăn mặn, bởi vì cái lạnh nó đòi hỏi đến cái nhiệt lượng trong cơ thể, mà cái thực phẩm thịt á, nó tạo thành cái nhiệt lượng. Rượu nó trở thành một cái nhu cầu thứ hai, bởi vì rượu nó làm ấm con người, thuốc lá là cái thứ ba. Cho nên những người sống ở tuyết á, là bỗng dưng là rơi vào trạng thái của ba cái này thôi, nó trở thành giống như một cái gì đó để bảo vệ sự sống. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể chôn một cái con vật ở dưới tuyết á, có thể một tháng trời mà nó không bị hư, nó giống như cái tủ lạnh vậy đó, nó còn hơn tủ lạnh nữa. Trong khi đó nếu chúng ta để một cái bó rau ở trong tủ lạnh mà chừng 10 ngày thôi, rau đó sẽ bị úng liền, nó bị úng. Cho nên nó không còn một cách nào khác là người ta phải buộc ăn mặn. Thì bạn nói nếu như tu sĩ sống ở trong những môi trường hoàn cảnh điều kiện khắc nghiệt như vậy đó, thôi thì ăn mặn cũng là cái chuyện quả hoàng, nhưng mà đừng tự ta mình giết hả, đừng không có thể cách này cách nọ để mình ăn, mình hạn chế nghiệp sát sanh một cách tuyệt đối. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy người Tây Tạng ăn mặn gần như là gọi là 85% người Tây Tạng là ăn mặn, là bởi vì họ sống ở vùng tuyết phủ, họ phá mặn thôi. Nhưng mà điều rất là đáng tiếc diễn ra là khi mà họ gọi là tị nạn và lưu vong ở trên đất nước Ấn Độ, họ không chịu ăn chay, bởi vì đây là một đất nước của nền văn hóa ăn chay mà họ lại ăn mặn. Cho nên là Phật giáo Tây Tạng khó có thể phát triển được ở Ấn Độ, có thể là truyền bá ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Úc, ở các châu ngoài trừ ở Ấn Độ. Người Ấn Độ họ nói rằng là thông qua cái cách ăn uống của anh, tôi biết anh đang ở trình độ đạo đức nào. Thông qua cái cách mà anh thương loài động vật, tôi biết rằng cái tâm linh anh ở mức độ nào.
Họ quan niệm như vậy, cho nên ăn chay là một điều kiện rất cần thiết để làm đạo Bồ Tát ở Ấn Độ là một cách thành công. Chúng ta biết là những cái ngôi thiền viện tu viện lớn của Tây Tạng, Tạng Độ có thể nuôi là 3.000 tăng sĩ, 4.000 tăng sĩ, ví dụ như là tu viện Sư Ra. Nhưng nếu quý vị có dịp tới đây để tham quan, đáng luôn lắm. Thì cái truyền thống tu rất là hay, rất là nghiêm minh, thiền quán tu tập học tập rất là đúng truyền thống Đức Phật. Nhưng mà do vì ăn mặn, một ngày như vậy họ giết gần 30 con bò. Thì nếu như mà mua ngũ cốc tiền đâu mua, thì bò và trâu á, ở Ấn Độ người Ấn Độ không ăn, cho nên họ phải nhờ những người Hồi giáo mua giùm, tại vì Hồi giáo được quyền ăn bò. Và do đó thịt bò bán rất là rẻ Ấn Độ, đó là cái thịt rẻ nhất mà chỉ có người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo ăn thôi. Vì do đó, đó nếu mà làm thịt của các con bò mỗi một ngày vậy thì cái tiền chợ búa nó sẽ giảm xuống rất là cao. Thì do vì lý do kinh tế mà cái nghiệp sát nó vẫn tiếp tục được diễn ra. Mình mua thì người ta phải giết thôi, thì trong trường hợp này nó cụ thể hơn. Nếu mình không đặt 30 con bò thì không ai giết 30 con bò, thì đó là một cái điều mà cái nghiệp sát nó đã được thiết lập một cách trực tiếp. Thì đó là một điều rất là đáng buồn. Dĩ nhiên là trong truyền thống của họ, họ quen ăn mặn là giờ họ khó ăn chay lắm. Những nhà sư Tây Tạng bắt đầu có dịp đi truyền bá, ví dụ thông qua những cuộc triển lãm xá lợi ở các ngôi chùa Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, hoặc là họ đã từng làm những cái mạng đà la tu tập ở những cái chỗ này, hoặc là họ đã từng giảng kinh thuyết pháp, tạo dựng những pháp hội cho những cộng đồng châu Á nói chung. Thì lúc bấy giờ họ thấy ăn chay như là một nhu cầu, và trong số các nhà sư đó đã có người bắt đầu ăn chay. Thì chúng tôi thấy là đó là một cái sự chuyển biến, một sự chuyển hóa tốt. Và nếu hy vọng thì tất cả trong tương lai ai cũng được ăn chay trên cái hướng như vậy thì sẽ rất là tốt cho các loài động vật. Cho nên trong trường hợp ăn chay mà nếu mình không ăn thì người ta khó làm. Dĩ nhiên là nếu mà cả một cái làng xóm đó mà không ai ăn mặn cả, như là ở làng xóm của Ấn Độ, thì cái làng đó, chợ đó làm sao có chợ bán thịt mặn được. Đi du lịch sang Ấn Độ với vị tìm đồ mặn là khó vô cùng. Tìm đồ sang thì vô số, ở đâu cũng đồ chay hết trơn. Trong ký túc xá, dù là ký túc xá cho người ngoại quốc cũng ăn chay, chịu thôi. Ấn Độ là như vậy, Ấn Độ không chịu ai cả. Anh vào trong nền văn hóa Ấn Độ, anh phải theo cái nền văn hóa đó. Còn anh đi ngược lại văn hóa đó thì anh chịu khổ, anh gắng chịu. Cho nên nếu mà chúng ta vào Ấn Độ, chúng ta có điều kiện để tu tập nhiều lắm rồi. Bởi vì cái môi trường hoàn cảnh nó khó khăn, cái điều kiện nó khắc nghiệt, cái đời sống nó rẻ rúng, cái mạng sống con người bị chinh phục bởi cái hậu thời tiết, cái nghèo, cái khổ, cái đau, cái bất công, rồi cái phân biệt chủng tộc, rồi cái phân chia gia cấp, rồi phân biệt nam nữ, tất cả những cái đó nó làm cho con người dễ dàng tu lắm. Trong khổ đau người ta tu dễ dàng hơn là trong hạnh phúc, trong khổ đau người ta tìm được con đường dễ dàng hơn là trong hạnh phúc. Nó là như vậy thôi. Cho nên nó là vấn đề ăn chay mặn, nó là một vấn đề rất là nhức nhối. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta muốn làm đạo ở Ấn Độ, chúng ta phải ăn chay thường, dầu Nam Tông, Bắc Tông cũng cần thiết. Chúng ta có thể bỏ quên đi những cái truyền thống, những cái cách mà trong quá khứ các vị thầy của mình đã lý giải rằng được phép ăn tam tình dục thế này, ngũ tình dục thế kia, thất tình dục thế nọ, hoặc là cửu tình dục, dầu là như vậy đi nữa. Chúng ta phải biết rằng là vấn đề ngay cả người phương Tây ngày nay họ còn ăn chay, mặc dù họ không hiểu đạo lý là gì cả, nhưng họ ăn chay vì lý do sức khỏe, ăn chay vì không muốn cho mình bị béo phì, ăn chay vì không muốn cho gọi là mình bị những chứng bệnh là mỡ trong máu, ăn chay vì không muốn cho mình bị gọi là nghẽn động mạch, ăn chay không vì muốn cho mình không bị những chứng bệnh tim, hay là tai biến mạch máu não, vân vân, nhiều chứng bệnh khác nữa, gan hay là thận, vân vân. Đó, vì lý do sức khỏe họ còn có thể gián tiếp tạo những hạt giống từ bi bố thí sự sống. Huống hồ là những người Phật tử được giảng dạy về cái lòng từ bi nhiều nhất ở trong các tôn giáo trên thế giới này, và kinh điển nhà Phật là kinh điển nói về lòng từ bi đó là sâu sắc nhất, toàn diện nhất so với tất cả các kinh thánh trên thế giới. Chúng tôi dám tuyên đoán như vậy, chúng tôi dám khẳng định như vậy mà không sợ bị sai lầm. Quý vị không tin cứ đọc vào các kinh thánh sẽ thấy là các vị chúa của các kinh thánh đã dạy gì vậy, chỉ mà tình thương không có. Các học thuyết các tôn giáo nhất hoàng thường nói gì đây, vật dũng nhân, có nghĩa là các loài động vật được sinh ra bởi cái bàn tay thương tình của thượng tế phục vụ cho mạng sống của con người, tạo cái khẩu phần khẩu vị tốt cho con người. Cái học thuyết đó được những người tôn giáo đó chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta đặt là một cái câu hỏi thôi thì chúng ta thấy nó vô lý ngay từ ban đầu này. Nếu như chúng ta chấp nhận vật dưỡng nhân như một chân lý thì liệu khi chúng ta vào trong rừng sâu,
ví dụ tới những cánh rừng Amazon hay là những cái cánh rừng nhiệt đới đó, loại thú dữ nó nhiều lắm, thú ăn thịt vô số luôn. Lúc đó đó nó lại ăn thịt mình, mình có thể dám nói rằng là nhân dưỡng vật không? Nếu mình trả lời là không thì đừng có nói là vật dưỡng dân. Như vậy chẳng qua là mình mạnh, mình ăn cái kẻ yếu mình nói là nó phục vụ cho mình, nó sinh ra để lo cho mạng sống của mình. Rồi bây giờ mình yếu hơn con cọp, mình yếu hơn con chó sói, mình yếu hơn con cá sấu, mà tại sao mình không dám nói là nhân dưỡng vật đi? Nó mất công bằng không à? Cho nên mình thấy có gì đó nó không thể chấp nhận được. Vấn đề ở chỗ là mình ăn hiếp nó, mình mạnh hơn nó, mình khôn nó, mình ma lanh hơn nó, mình có phương tiện hơn nó, mình có súng, có dao, có gậy, có gọc, có những cái để mà khống chế được một cái con voi to bự gấp 10 lần mình vẫn có thể bắt được nó. Một cái con cá heo cỡ này cỡ nọ mình có thể bắn nó chết ở dưới biển thế này thế này kia. Rồi mình nói rằng là nó phải phục vụ cho mình, chuyện đó là không công bằng. Cho nên nó trong trường hợp ăn chay vận mặn, dĩ nhiên là cái trực tiếp và gián tiếp nó cao lắm. Do đó cái lỗi và phải đó chúng tôi không nói, chứ mà chúng tôi chỉ nói rằng nếu chúng ta ăn chay thì chúng ta rất là tốt. Nếu chúng ta nuôi được lòng từ bi qua ăn chay thì cái đạo lý nhân quả, đạo lý tình thương, cái chiến tranh nó không được xuất hiện ở chỗ này chỗ kia. Ở trong nhà Phật có nói như là nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đạo minh. Nếu như tất cả các loài chúng sanh, đặc biệt là con người không còn cái nghiệp sát, không giết các loài động vật nữa, thì trên cuộc đời này không còn có chỗ nào có chiến tranh, có tan vỡ, có khổ đau nào. Thế nhân quả là như vậy. Bây giờ chúng ta giết những cái loài động vật đấy đi, dĩ nhiên nó chết. Nếu chúng ta có những cái máy đo điện tâm đồ, chúng ta đặt vào trong cái tim của nó, chúng ta đo cái não của nó, chúng ta sẽ thấy là cái bắn loạn, cái khổ đau, cái thất thanh của nó diễn ra một cái sự sân hận lớn. Và trong cái sân hận như vậy đó, nó làm ảnh hưởng đến cái thịt ở trong máu, trong xương của nó đó. Mà chúng ta ăn vào cái độc tố nó gia tăng, đó là ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Như vậy qua cái bực tức nó được biểu đạt trong lúc mà nó chết một cách dễ dùng la thất thanh như vậy đó, thì cái lòng sân hận của nó rất là lớn và nó thu chúng ta. Cho nên nếu kiếp sau này nó sanh ra làm người thì bỗng dưng là đến một lúc nào đó nó kiếm chuyện với mình à. Chỉ cần một cái chuyện mà đơn giản nó, một cái xích mích nhỏ thôi, hai bên có thể ẩu đả với nhau. Nhân quả là nó được bị biến dạng theo cách này hoặc cách kia. Chúng ta giết thì gặp người khác, chúng ta có thể chặt. Chúng ta nếu có một cái con dao chặt được một cây cỏ, chúng ta có thể lấy con dao đó chặt một cái cổ gà. Chúng ta chặt được một cổ gà thì chúng ta có thể chặt được một cổ người. Đó, cái động tác chặt từ cái chỗ này, từ cái A qua cái B, nó chỉ là một động tác. Và cái quan trọng đó, nếu như trong cái hành động chặt của chúng ta là một sự sân hận, một sự bức xúc, thì cái hạt giống của tâm này nè, con dao của tâm này, nó chính là cái điều kiện để chúng ta làm những việc chiến tranh, đổ máu, tan xương, nát thịt ở trong cuộc đời này. Cho nên nhà Phật có dạy chúng ta tại sao nên lượng từ bi. Bởi vì khi chúng ta thương được cái loài động vật thì chúng ta không thể nào giết con người. Nó hay cái đó, nó là một cái quy luật là kéo theo. Có cái tốt này thì nó dẫn theo cái tốt khác, mắc cái tốt này nó kéo theo cái xấu kia. Nó là một quy luật rất là tất yếu, rất là nhân quả. Cho nên là ăn chay không chỉ đơn thuần là vấn đề sức khỏe, không chỉ đơn thuần là vấn đề tình thương, không chỉ đơn thuần là vấn đề là ban bố sự sống, không chỉ đơn thuần là vấn đề gọi là thiết lập cái tính bình đẳng về quyền sống giữa con người động vật, mà nó còn ở chỗ là chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình ở đời hiện tại và tương lai theo một cách thức nhân quả như chúng tôi vừa phân tích. Nó rất là màu nhiệm, rất là chi tiết, rất là vi tế. Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên ăn chay. Còn nếu không ăn thì chúng ta nên hạn chế ăn bằng cách là chúng ta ăn những cái đồ đã nguôi rồi. Nhưng mà trong trường hợp đó thì cái câu hỏi của người bạn chúng ta mới đặt ra, như vậy là chúng ta khôn quá, chúng ta đẩy cái phần khổ đau cho người khác, chúng ta mang cái phần hỏng cho mình thì ráng chịu thôi. Chứ bây giờ trong cái phần khổ đau hạnh phúc, ai tìm được cái hạnh phúc tốt thì người đó được hưởng, người đó không có tìm, người đó bị khổ đau thôi. Bây giờ chúng ta thử quan sát cái con cá mà nó bơi dưới lòng nước đi. Tại sao cứ phải từng vài chục giây thì theo loài cá nó phải ngốt đầu lên, nó thở một cái rồi nó mới lặn xuống nó bơi tiếp? Bởi vì nếu nó không làm như vậy nó sẽ chết, nó sẽ chết thôi. Thì trong cái đời sống cũng vậy, chúng ta phải tìm cơ hội để chúng ta thở. Cái cơ hội thở đó có thể thở về tình thương, thở về sự sống, thở về sự đóng góp, thở về những giá trị. Chúng ta phải tìm đến cái nghiệp gọi là tốt nhiều nhất. Còn cái nghiệp xấu chúng ta hạn chế nó đi. Còn cái người nào không biết tìm thì người ta chịu thôi. Thì những người đó có thể là những con cá cứ lội hoài dưới nước mà không chịu ngóc lên thở thì họ dám chịu. Chứ biết sao giờ tìm cái tuyệt đối khó lắm, khó vô cùng. Cho nên là chúng ta nếu chưa ăn chay thường được thì ăn những cái loại mà đã được làm rồi, vì cái hạn chế nghiệp sát.
Còn những người kia họ lợi dụng vào sự ăn thịt của chúng ta, ăn thịt các loài động vật để họ làm thế cho họ bị kiểm soát đáng chịu. Cho nên chính vì vậy á, Đức Phật đã dạy trong kinh đó, cái nghề đồ tể, cái nghề giết hại, cái nghề gọi là bẫy chim, cái nghề bắt cá, cái nghề nhốt các loài động vật ở trong chuồng thuộc về sở thú đó, là một cái nghề xấu. Đức Phật dùng một cái từ là tà mạng, tức là một cái nghề nó không có giá trị cao. Và là người Phật tử chúng ta phải tránh xa những cái này, tránh xa thôi. Bởi vì dấn thân cái đó, cái khổ đau nó sẽ có mặt ở hiện tại, còn nếu không ở hiện tại thì nó cũng ở trong tương lai. Cho nên trong cái trường hợp của mọi vấn đề đó, tìm một cái tuyệt đối rất là khó. Cho nên chúng ta có thể tìm một cái tương đối cao nhất có thể chấp nhận được, có thể có được những giá trị của an vui và hạnh phúc. Cảm kích Trời rất là cảm ơn Thầy đã cho một cái buổi giảng rất là hay mà thực tế. Trước giờ tôi có đi chùa nhiều lần nhưng mà chưa có lần nào được các Thầy giảng tận gốc rõ ràng là mình áp dụng trong đời sống được. Tôi có một cái tôi xin cho biết là cái gốc tôi là psychiatrist, thành là cái nghề mà Mỹ cũng Việt Nam chứ không thích. Mỹ thì một sư nghĩa là cái ông ra lớn mà làm cái nhỏ lại thành ra ngoài ưa. Thành ra tôi có thể nói là ông Phật, Đức Phật là một người psychiatrist, đại psychiatrist. Dạ, Đức Phật cũng là một đại Phật Phạm gia. Và hàng ngày tôi đã đối diện với tất cả các bệnh nhân, và cái câu này được hỏi nhiều lần giữa bệnh nhân người Mỹ đối với tôi và người Việt Nam đối với tôi. Cái câu hỏi mà tôi cũng chưa là có cách nào để mà giải quyết hỏi thế này. Bây giờ nếu như ông nói cái đạo của ông là hay, nghe là rất giỏi, thì ông nó lên niết bàn, nó lên lên chỗ nào cao thì làm sao chắc được, làm sao chắc được cái đời này thì đời sau là con chú vật này không làm thành cái gì, ông làm ra cái mình tôi được vậy đó. Rồi nó cái đó tôi không biết mình một cái đó tôi đạo vừa tôi học nhỏ lớn tôi tin như vậy. Rồi tôi hỏi ngược lại đó, bây giờ ông nói ông chú ông cứu ông lên trên trời. Dẫn con nào lên trời trở xuống anh nói với tôi là nói chẳng có lên trời rồi. Thành ra cái vấn đề á phần lớn cái đạo Phật hay cái chỗ là mỗi người trình cái trình độ mà mình thi hành, mình tu hành, mình tinh tấn trong cái trình độ của mình. Thành ra trong những cái sách người ta viết mà có chúng không lên thầy sẽ sợ sẵn là ví dụ như bây giờ mình nói chứ để cái video sát lên chứ cho nó lớn lớp mà cái lớp mà thấp không có học nhiều mình xin lỗi, là không phải là để mặt sát những người không có học, là bây giờ nói gì bây giờ niết bàn thì nó phải về tay chút, thì cái người ta khuyên mình những người mình tin như vậy đó thì cứ mỗi ngày tụng kinh rồi cứ hướng về hướng tây á, là cái nó có cái chỗ dùng cái chỗ nam thế giới đó. Mọi người học thứ hai cao hơn chút xíu, nó tay chút cũng không nào trong mình ở đây. Bây giờ mình làm những cái gì mà mình tất cả những gì Phật dạy mình thân si thân ý mình như là mình làm cho mình trâu đó, mình làm cho cuộc sống của mình thoải mái nữa. Tâm tịnh tâm nghĩa là cái địa ngục là cũng ở đây mà thiên đàng cũng tại đây, là tùy theo mình tu cái mức tu của mình tinh tấn như thế nào, thì hiểu Phật như thế nào thì nó sẽ đi tới chỗ đó. Thành ra những cái câu này đặt ra thì hỏi thầy thì
chắc cũng có thể cũng khó bởi vì nó ra nhau giữa ra ở ngày thế đâu nó để thầy số sáng mình tới lúc nào hay bữa đó. Dạ, cảm ơn chú đã đặt ra hai câu hỏi rất là thú vị. Hai câu hỏi này là đã được rất nhiều vị lãnh tụ Bà La Môn giáo đặt cho những vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo trong quá khứ. Trong bài kinh mang tên là Ama Trú của kinh Trung Bộ và một số bài kinh ở trong kinh Trung A Hàm, những câu hỏi đó đã được đặt ra và sự đối thoại đã được diễn ra rất là nhiều. Chúng tôi xin tóm tắt một vài cái đối thoại đó. Đối thoại thứ nhất là làm thế nào để chúng ta biết được rằng cái người kia được giá trị của hạnh phúc an vui ở đời này và đời sau. Câu hỏi đó là do một vị vua đặt ra đối với một vị tu sĩ tên là Đồng Tử Ca Diếp. Thì vị Đồng Tử Ca Diếp là một vị xuất gia chân chánh, hiểu Phật giáo rất là thâm sâu. Đưa một ví dụ đơn giản thế này, tức là một cái phản biện, tức là không, đầu tiên không cần phải chứng minh hạnh phúc được biểu đạt như thế nào, mà chứng minh bằng cái cách là chúng ta không cần phải trải nghiệm cái đó, chúng ta vẫn biết được rằng cái đó là cái dấu ấn của khổ đau. Và tương tự chúng ta có thể loại trừ từ cái dấu ấn của hạnh phúc. Thì Ngài Ca Diếp mới nói là một vị vua, dĩ nhiên là Ngài cầm cái cán cân công lý, luật pháp, thưởng và phạt ở trong tay của mình. Khi một tù nhân được đưa ra để xử trảm, thì khi mà Ngài ra lệnh chặt đầu hay chặt vai hay chặt chân, thì cái phản ứng của người đó như thế nào? Thì vị vua nói rằng là dĩ nhiên người đó sẽ la, cái tay của họ sẽ bị co rút, họ người bị ngã xuống, hoặc là dùng dãy đập bàn, đập ghế, đập đất, đập tay nọ, dãy vua rồi sau đó mới chết. Thì nhìn vào hành động dãy vua, la thất thanh, co rút cơ thể như thế này, tôi biết rằng người kia đang bị cái khổ đau cung cực, chinh phục toàn thể thân và tâm của họ. Thì Ngài Ca Diếp nói cũng tương tự như vậy. Một cái người mà có được cái giá trị của an vui sau cái quá trình của hành trì ứng dụng lời Phật dạy, nó có những cái chất liệu mà không cần chúng ta phải dấn thân, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được. Nhà vua đâu có hề bị chặt tay mà giờ vua vẫn đang biết rằng người kia đang bị đau khổ cùng cực, phải không ạ? Nhà vua đâu hề bị móc mắt mà nhà vua vẫn biết rằng người kia bị khổ đau ghê gớm, và nhà vua nghĩ rằng là qua cái khổ đau đó nhà vua có thể giáo hóa, qua sự trừng phạt đó nhà vua có thể giáo hóa cho những người dân là sẽ ăn trộm ăn cắp, sẽ làm việc xấu ở trong cuộc đời này, ở tương lai và ở tương lai. Cho nên cái cách đó là cái cách trừng phạt mang chất liệu của sự giáo dục, và nó thông qua cái quan hệ hay là cái quan sát của chúng ta về những cái biểu đạt ngôn ngữ, biểu đạt thân thể của người kia, thì chúng ta biết được rằng người kia khổ hay là không khổ. Thì tương tự cái hạnh phúc cũng vậy đó, chỉ cần chúng ta quan sát một con người, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy họ cũng có ăn, cũng mặc, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng đi, đứng, nằm mà cũng làm việc, giống như là bao nhiêu người không có tu. Và có nhiều người nếu mà không có tu mà có được cái chất khôi hài, họ mình vẫn nhìn thấy họ có nụ cười trên gương mặt, không ạ? Mình vẫn thấy cái sự tích cực dấn thân của họ về chuyện kia, mình vẫn thấy họ vui vẻ, mình vẫn thấy họ phấn chấn. Như vậy làm thế nào để phân biệt được cái an lạc hạnh phúc của một người biểu đạt bằng một cách để ngoại giao, và một người nó bỏ ra từ cái chất liệu của đời sống nội tại? Nhiều người đã đặt ra câu hỏi đó, và Ngài Ca Diếp đã giải thích cái chất liệu an lạc nội tại đó là một cái chất liệu rất tự nhiên, nó tỏa ra theo một cái phản xạ mà chúng ta có thể gọi là phản xạ vô điều kiện. Nó được lặp đi lặp lại như là một cái thành quả của một đời sống hành trì đạo đức. Mà Đức Phật nói là cái con người nào đó mà giữ cái đời sống đạo đức, không hề giết hại, không hề trộm cắp, không hề lừa đảo, không hề gọi là lấy vợ chồng người khác, không hề quyến rũ, không hề tạo những cái gọi là khuấy rối tình dục, rồi không hề gọi là nói láo, nói đâm thọc, nói chia rẽ, nói lời tục tiểu, nói lời hăng học, nói lời gọi là quyên rũa, và cũng không hề sử dụng những cái chất độc tố như rượu, xì ke, ma túy, vân vân, thì người đó không bao giờ có nỗi sợ hãi cộng đồng và xã hội. Nếu mà dùng cái từ sợ hãi cộng đồng và sợ hãi xã hội, có nghĩa là chúng ta có thể hãnh diện tự hào, chúng ta có thể đứng trước mặt quần chúng mà chúng ta không bao giờ sợ người khác chỉ trích, phê bình, đánh giá. Chúng ta cũng không bao giờ sợ hãi xã hội, tức là không bao giờ sợ hãi luật pháp. Chúng ta không bao giờ sợ hãi tu đài. Chúng ta không sợ hãi vì những cái sự trừng phạt từ những cái hành vi kia gây ra. Đó là một cái điều rất là tất yếu. Cho nên cái niềm vui của một người mà giữ vững được đời sống năm đạo đức đó
và đời sống tu tập cao hơn nữa, thì bỗng dưng họ không có sợ hãi. Và niềm vui đó là một niềm vui nội tại, nó rất tự nhiên, nó gọi là trước mặt quần chúng cũng như vậy và sau lưng quần chúng nó cũng như vậy, không thay đổi. Còn cái người mà có niềm vui mà giả tạo đó, họ có thể rất là khổ ở trong gia đình, họ có thể gọi là không thành công trong tình yêu, họ có thể thất bại trong làm ăn kinh tế, nhưng mà là một con người ngoại giao, là một cái con người gọi là phải cần phải có đời sống giao tế này nọ, thì họ có thể có nụ cười, nhưng mà cái nụ cười của họ rất là gượng. Có thể về nhà họ có thể đập bạc, gặp mặt vợ họ có thể là quát tháo, nhưng mà gặp những cái người mà đẹp hơn họ có thể vui vẻ vô cùng. Cái người mà có chắc tu nội tại không có chuyện đó. Đối với cái người mình thương cũng vậy, đối với người mình không thương cũng vậy, chứ không có hai mặt, không có kiểu mà đa nhân cách, không có như thế này và như thế khác. Tất cả cái đó nó thuộc về giới quan, cho nên chỉ cần quan sát là chúng ta có thể nắm bắt được, chúng ta có thấy được. Hoặc nếu như quan sát người kia khéo quá, người kia thâm thúy quá, người kia gọi là tinh vi hóa, cho nên chúng ta không biết được rằng là họ thuộc về chất liệu của ăn vui thật sự hay là chất liệu của sự giả mạo, thì chúng ta có thể thử họ bằng cách này bằng cách kia. Chúng ta chỉ cần gọi là khen và chê là chúng ta biết được liền. Nếu mà cái người mà có niềm vui thật sự từ đời sống nội tại, chúng ta khen họ, họ không bị cái khen chinh phục, họ không tự hào hay gì về những điều khen đó. Chúng ta phê bình họ khi họ làm một việc tốt, chúng ta chỉ trích họ khi họ làm một việc hay, chúng ta gọi là nói xấu họ khi họ làm một việc làm mà họ vẫn không buồn, không phiền não, không sợ hãi, không gì hết, thì chúng ta biết rằng là đó là con người có cái chất vui của đời sống nội tại. Chúng ta có thể nhận biết được rằng là đó là một cái gì đó nó rất là thực tế, nó hiển ra như là cái hoa người ta gọi là đến cái thời tiết mùa màng nó phải trổ thôi, hổ xạ tự nhiên hơn thôi. Đó là một cái chuyện chắc chắn mà chúng ta có thể cảm nhận. Dĩ nhiên là nó hơi khó, này khó, nhưng mà không nghĩa là không được. Cái thứ hai đó, chúng ta cần phải xác định rằng là cái đời sống an lạc hạnh phúc mà kinh thường gọi là niết bàn, nó không phải là một cảnh giới vật lý, nó không phải là một cái không gian, mà nó là dòng chảy của tâm thức. Cái đó là cái mà rất nhiều người bị hiểu lầm. Từ cái sự hiểu lầm đó cho nên họ nói rằng là tại sao chúng ta tu mà chúng ta phải hướng về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, tại sao chúng ta tu mà chúng ta phải chạy về cái cảnh giới của Niết Bàn sáng soi mà không hưởng tại đây. Những câu hỏi đó là những cái nó sai với bản chất của Đức Phật dạy. Đức Phật nói là Niết Bàn là trạng thái vắng mặt hoàn toàn các cái tâm lý âm tính như là tham sân si đố tập hơn thua danh mạnh, rồi là trả đũa thù hằn hiềm hận, và tất cả những tâm lý xấu đó, những hành động xấu đó, nó hoàn toàn vắng mặt từ ở hành động cho đến là đời sống của nội tâm. Và khi một con người nào làm vắng mặt hoàn toàn cái dòng chảy và biểu hiện của nó đó, dưới mọi hình thức, dưới mọi góc độ, dưới mọi cái tầng cấp, thì người đó được gọi là cái người đang sống với trạng thái an vui gọi là tuyệt hảo, an vui tuyệt đối, an vui cao nhất. Còn cái từ đó Đức Phật dùng bằng khái niệm đó là Niết Bàn, chỉ đó. Cho nên Niết Bàn không phải là cảnh giới, nó không phải là Tây Trúc, nó cũng phải là Tây Phương Cực Lạc, nó không phải là hướng Đông Phương của Đức Phật gọi là Diệt Sư gì cả, mà nó là một trạng thái an lạc của tâm. Trạng thái này nó thể hiện qua hành động, qua lời nói, qua việc làm, qua các ứng xử, và chúng ta không bao giờ nhìn thấy được cái dấu ấn của bản ngã, của sân hận trong những lời nói, việc làm, cử chỉ, đi đứng ở ngoài đó. Niết Bàn là như vậy thôi. Cho nên là chúng ta không cần phải ngủ hướng về hướng Tây như một số vị gọi là đạo sư về tịnh độ đã dạy, muốn sanh về Tây Phương phải ngủ hướng về hướng Tây, cái đó sai lầm. Tại vì khi chúng ta thiết lập được cái tịnh độ an lạc ở trong đời sống của chúng ta, từ nhận thức, lời nói, việc làm, thì chúng ta có thể thiết lập cái tịnh độ đó ở trong ngôi nhà của mình, trong mối quan hệ của mình với vợ chồng, trong mối quan hệ mình với cha mẹ và con cái, trong mối quan hệ giữa mình với những người thân, với những người dân và nước lạ. Và cái tịnh độ đó mới quan trọng. Khi chúng ta có được yếu tố tịnh độ trong đời sống của bản thân và mối quan hệ với người khác, thì sau khi chúng ta qua đời, dầu chúng ta có muốn hay chúng ta không muốn, chúng ta vẫn phải sanh về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Hai cái đó này nó tương thích với nhau mà. Cái dòng họ nghiệp tốt nó phải kéo chúng ta sanh về cái cảnh giới tốt. Ngoài trừ chúng ta muốn phát nguyện không về chỗ đó, chúng ta ở lại cuộc đời này để dấn thân phục vụ, thì chuyện đó là chuyện khác. Ví dụ như là trong cái chương trình mà đi nước ngoài, ví dụ đi Mỹ đi, chúng ta có nhiều cái chương trình đi lắm, đi theo dạng gọi là HO, đi theo dạng đoàn tụ, đi theo dạng gọi là hôn thú, đi theo dạng gọi là kinh tế, đi theo dạng du học, đi theo dạng du lịch, nó đủ loại hết trơn mà ha. Thì bây giờ mỗi một loại như vậy nó có những cái điều kiện nhất định,
Và nếu như chúng ta đáp ứng được điều kiện đó thì bỗng nhiên chúng ta được qua nước Mỹ thôi. Đó là chuyện tất yếu thôi. Cho nên cái hạt giống tịnh độ trong đời sống hiện tại đó, nó quyết định cái tịnh độ ở cái chỗ khác sau khi chúng ta qua đây. Và khi chúng ta có được tịnh độ hiện tại thì cái tịnh độ qua sau khi chúng ta qua đây là không cần thiết nữa. Đúng không? Chúng ta sống để được an lạc hạnh phúc ở cái đời này. Cái đời nó quá khổ đau, nó quá bất hạnh, nó quá nhiều nghiệp chướng, nó quá nhiều cái lận đận. Cho nên phải thiết lập tịnh độ này. Nhưng mà nếu như không có một cái mẫu hình tịnh độ ở cái chỗ Tây Phương thì bỗng dưng chúng ta khó có điều kiện để phấn đấu tạo lập tịnh độ hiện tại. Cho nên là cái kia chúng ta phải vẫn phải cần. Có được cái này thì chúng ta có được cái kia. Do đó không cần phải hướng về Tây Trung. Bởi vì qua bên Ấn Độ với vị tiền Phật khó vô cùng. Đó là sự thật đó. Chúng tôi đã từng ở Ấn Độ 8 năm. Tới 4 cái Phật tích đó, chúng ta thấy gì? Gạch vụn. Thấy gì? Những cái công trình gọi là tâm linh, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, văn học, giáo dục Phật giáo trở thành những cái đống gạch vụn đổ nát đó. Bởi vì Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 đã tàn phá tất cả những thứ này. Bởi vì họ nhìn thấy được cái kinh nghiệm khổ đau của Ấn Độ giáo trong quá khứ. Khi mà đạo Phật có một cái chỗ đứng trong cái nền văn hóa tâm linh của người Ấn Độ thì lúc bấy giờ cái nền văn hóa Ấn Độ giáo là không còn là gì nữa cả. Bởi vì đó là nền văn hóa là của phân biệt chủng tộc, đó là nền văn hóa của phân biệt đối xử nam nữ, trọng nam khinh nữ, đó là nền văn hóa của chuyện mà lợi dụng sức lao động của nhau thông qua tôn giáo và tâm linh. Cho nên đạo Phật đi ngược lại với những truyền thống này. Do đó đạo Phật đã được quảng đại quần chúng chấp nhận, chấp nhận như là một cái điều kiện để làm cho đất nước Ấn Độ trở thành một đất nước hùng dũng nhất trong lịch sử của họ bao nhiêu ngàn năm qua. Cho nên là Ấn Độ giáo có thể còn giữ nguyên cái công trình kiến trúc nghệ thuật của họ khi họ giáo có mặt. Bởi vì thay thế một ông Phạm Thiên là một ông Chúa Trời thành một ông Ma-la không khó. Bởi vì bản chất của Chúa Trời giống nhau thôi, bản chất của nhất thành đạo là giống nhau thôi. Nhưng mà thay thế một cái ông gọi là phủ định thượng đế thành một ông A-la là chuyện khó vô cùng. Cho nên tốt nhất là triệt tiêu ông Phật trước nè, triệt tiêu đạo Phật, triệt tiêu công trình giáo dục đạo Phật, triệt tiêu những cái đóng góp của đạo Phật trong xã hội. Cho nên chúng ta thấy là cái thư viện lớn nhất của Phật giáo lúc bấy giờ đó là Đạt Na Lăng Đà đã bị đốt cháy suốt 3 tháng liền như vậy. Vậy thì biết là biết bao nhiêu cuốn kinh sách đã bị đốt đi. Cháy mà 3 tháng là vậy, cái đám cháy nó phải nhỏ. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ chỉ trong vòng có bao nhiêu phút, quý vị thấy là trở thành một đống cho bụng. Còn đây cháy 3 tháng là chuyện kinh khủng lắm, chưa từng có trong lịch sử. Là thiêu đốt văn hóa lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Còn cái chuyện mà đốt sách chôn học trò của Tăng Tử Hoàng chẳng thấm báo và đâu cả so với cái chuyện mà Hồi giáo đã đốt cái nền văn hóa của đạo Phật ở Ấn Độ. Cho nên chúng ta có hướng về đề trước của đạo Phật ở đâu cả. Mà chúng ta muốn gặp Phật á, chúng ta phải gặp Phật qua hành động, qua sự dấn thân, qua sự phục vụ, qua sự đời sống đạo đức, qua những cái hành trì, qua những đề nhóm công đức. Nếu chúng ta có những cái đó là chúng ta gặp Phật ở trong giấc ngủ, gặp Phật ở trong việc làm, gặp Phật ở nhà, gặp Phật ở chùa, gặp Phật giữa chúng ta với những người khác. Còn nếu chúng ta không có những chất liệu này, dầu mỗi ngày chúng ta đứng trước bàn Phật, gặp Phật 5 lần, 7 lượt, gặp suốt 2 tiếng, 3 tiếng, 5, 7 tiếng cũng không thấy Phật ở đâu. Gặp toàn là Phật xi măng, Phật cốt sắt, Phật đồng, Phật vàng, Phật kim cương, Phật đá không ạ. Còn Phật thiệt á, Phật giác ngộ không ạ. Cho nên chúng ta phải cần những vị Phật vàng, Phật đồng, Phật đá để nhớ đến ông Phật thật ở trong con người của mình, để nhớ cái chất liệu Phật mà thông qua cái sự giá trị phục vụ đóng góp. Cái đó mới thật sự là đạo Phật. Còn đạo Phật mà theo cái kiểu mà mình hướng về Tây Trúc để có được đạo đức, hướng về Tây Trúc để có được là phước báo á, thì đạo Phật đó là đạo Phật của những người bình dân, mà những người chưa hiểu đạo Phật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ sợ chuyện đó. Còn cái chuyện mà gọi là họ đi theo tôn giáo nào, họ có những giá trị tâm linh đó, dĩ nhiên là một sự thật. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ đánh đập các tôn giáo với nhau. Bởi vì mỗi tôn giáo có một chức năng, mỗi tôn giáo có một giá trị. Chúng ta có thể gọi mỗi bác sĩ giống như nhau, như là bác sĩ là một bác sĩ, bác sĩ Minh Quang cũng là một bác sĩ, những bác sĩ khác cũng là bác sĩ, cái từ bác sĩ là giống nhau. Nhưng mà cái chức năng của các bác sĩ này có giống nhau không? Bác sĩ Minh Quang có thể là một bác sĩ gia đình, còn bác sĩ đây là một bác sĩ gọi là specialist, ví dụ vậy, trong một lĩnh vực nào. Và trong các specialist, thậm chí trong một lĩnh vực cũng không ai giống ai cả. Mỗi người đóng một chức năng, mỗi người đóng một chức nghiệp, mỗi người đóng một giá trị phục vụ thôi. Cho nên tôn giáo ra đời cũng như vậy đó. Nếu như ai mà có muốn gọi là con đường dấn thân phục vụ, là chức tước danh vọng quyền thế địa vị trong xã hội, tốt nhất là theo đạo Phật và đạo Thiên Chúa Giáo. Hai tôn giáo này nó giống nhau hết, là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn Thiên Chúa Giáo ngoài cái tề gia trị quốc bình thiên hạ, họ còn thiết lập cái ngôi nhà của Chúa ở trên mặt đất này bằng cách là bành trướng đạo,
thông qua con đường của quân sự, thông qua con đường của thôn tính, thông qua con đường của biến nước khác thành một thực thể. Như chúng ta đã thấy trong lịch sử khổ đau của nhân loại, từ thời cổ đại cho đến thời trung cổ cho đến thời cận đại, bao nhiêu cái cuộc mà xâm lăng đều gắn liền với tôn giáo. Đó là một sự thật, dù chúng ta có chấp nhận không chấp nhận, nó là một sự thật. Còn nếu chúng ta muốn trở thành một con người gọi là ẩn dật, không còn mà đến danh vị địa vọng chức tước quyền thế, chúng ta nên đi theo đạo lão, bởi vì đạo lão là đạo tu tiên. Rồi nếu chúng ta muốn trở thành những con người mà lợi dụng vào cái giá trị tôn giáo để cưỡng bức sức lao động của những người nghèo khó, thì chúng ta nên theo cái đạo của Ấn Độ giáo. Hoặc là nếu chúng ta muốn tìm cái giá trị tâm linh theo một cách thức của những người Ấn Độ, thì chúng ta theo Ấn Độ giáo, nó có nhiều giá trị khác nữa. Còn theo đạo Phật thì chúng ta có rất nhiều thứ. Trong đạo Phật nó cũng có nhân bản thông qua đời sống của năm đời sống năm điều kiện nữ đức, nhân bản thông qua 10 điều giới thập thiện, nhân bản thông qua gọi là bát chánh đạo, nhân bản thông qua gọi là lục độ, nhân bản thông qua là tứ giới pháp, đủ loại nhân bản ở cái cấp thấp, cấp cao, cấp vừa, ở dấn thân, ở cái lo cho mình, ở cái lo cho tha nhân, cái cấp nào cũng có hết. Nhưng ngoài cái gì nhân bản, chúng ta còn có giá trị siêu nhân bản, tức là giá trị trở thành thánh hóa, thì chúng ta trở thành những người tu. Ngoài cái chuyện mà giới hạnh của người tại gia, chúng ta còn phải tu tập giới hạnh của người xuất gia, là chấm dứt cái con đường dục tính để chuyển con người phàm phu trở thành con người thánh tính hoàn toàn. Thì nó có nhiều cái cách thức khác nhau. Khi chúng ta muốn trở thành cái con người của đời sống nội tại, thì trong là Phật với cách thức đại gia hay là xuất gia, chúng ta vẫn có thể thiền quán, vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể là chi chú, vẫn có thể làm những công đức phước lạc, thì chúng ta có được thêm những giá trị tâm linh khác. Cho nên giá trị tâm linh nào cũng có trong đạo Phật cả. Cho nên đó là mỗi một tôn giáo có một chức năng. Đừng bao giờ chấp nhận cái câu nói rằng tôn giáo nào cũng dạy người ta lấm nát làm lạc, tôn giáo nào cũng giống như nhau là sai lầm. Không giống đâu, khác nhau lắm. Khác nhau từ cái phương pháp cho đến cách thức hành trì, khác nhau từ cái lịch sử cho đến trong thực tế, khác nhau từ cái cách biểu đạt cho đến những điều mà gọi là mặt trái bên sau, nó rất là khác nhau. Chúng ta không dám nói là đạo Phật là đạo hơn hết trong các tôn giáo, nhưng mà nếu chúng ta cho rằng đạo Phật bằng các tôn giáo là chúng ta khinh thường Đức Phật, chúng ta đánh mất cái cửa ngõ gọi là giá trị mà Đức Phật đã đóng góp cho cuộc đời. Cho nên là mình phải tin rằng là có nhiều giá trị khác nhau, và theo giá trị nào thì chúng ta có được cái kết quả của giá trị đó. Có những cái chúng ta tưởng là giá trị nhưng mà nó chỉ là một cái bánh vẽ, mà bánh vẽ là bánh không ăn được. Dù nó vẽ to như là một cái burger của Mỹ, nhìn từ xa mình thấy nó bự dần dần, muốn nó tắt lệ có chút xíu, muốn ăn no phải mua hai cái phải tốn hai lần tiền. Nó vậy đó, có những bánh vẽ vậy đó, không phải đơn giản. Cho nên nó là chúng ta không cần phải chứng minh rằng là nó có một cái đời sau hay không. Chúng ta có thể nói rằng là một cách rất là đơn giản, chúng tôi xin như một ví dụ. Nếu như là trong quá khứ chúng ta đã từng học tiếng Anh, dĩ nhiên là học có mục đích của người học đó là để có được việc giao tiếp với người nước ngoài, học để sau này đi qua Mỹ, học để sau này trở thành một nhà hướng dẫn du lịch, vân vân, nhiều cái mục đích khác nhau. Chúng ta học xong rồi, chúng ta bỏ luôn 10 năm không có điều kiện để sử dụng, rồi sau đó chúng ta phải đi nước ngoài để xong, rồi bây giờ chúng ta phải vào lớp học lại. Khi mà chúng ta vào lớp học lại, chúng ta có những người bạn đồng học phải không ạ? Những người bạn đó có thể là lần đầu tiên vào học tiếng Anh giống như chúng ta, hoặc là giống như người khác. Và dĩ nhiên là hai người học trong tình huống này là khác nhau hoàn toàn. Cái người mà đã từng học tiếng Anh 10 năm trước, bây giờ học lại lần thứ hai, người đó sẽ bắt được cái kiến thức tiếng Anh nhanh hơn, hiểu nhanh hơn, dạn dĩ hơn, hơn là cái người mới học lần đầu tiên ở trong cuộc đời của mình. Là bởi vì cái giá trị hạt giống kiến thức về tiếng Anh nó đã được gieo trồng ở trong tâm thức, và nó lưu giữ, và do đó nó có thể gọi là phát hiện, nó có thể được trưởng thành khi mà có một cách xúc tác của một người thầy dạy tiếng Anh của cái trường lớp tiếng Anh đang diễn ra. Thì tương tự như vậy, cái hạt giống trong quá khứ và hạt giống trong hiện tại này á, nó tiếp nối với nhau. Và trong cái truyền thống Tây Tạng đã giúp chúng ta chứng minh về chuyện đó rất là thành công. Có một vị lạc ma phái sanh chúng tôi đã quên tên. Vị hòa thượng này có một lòng nhân từ, mà nhất là rất là thích về thiên nhiên cây cỏ. Và trong các loại hoa thì hòa thượng này thích loại hoa hướng dương, tức là hoa làm cho người thị nở một nụ cười. Hoa hướng dương giống như hoa mặt trời to phải không ạ? Cái sắc nó màu vàng. Cái thứ hai nữa nó giống như nụ cười đó. Cho nên hòa thượng này là tu theo hạnh là niềm vui, cứ gặp cái hoa là gọi là luyện cái nụ cười của mình, làm sao cho nó nở rộ, làm sao cho nó hạnh phúc, làm sao cho cái người thấy mình cười cũng được vui theo nữa.
Cho nên hòa thượng cứ mỗi lần cười là ngã cái người ra như thế này nè, cười kha khả ngã ra. Thì khi mà vị này qua đời đó, vị này cũng gọi là lập di chúc cho biết rằng là tôi sẽ tới thân vào con cái, làm con cái của nhà A, nhà B, nhà C, ở cái nơi nào đó cách đây bao nhiêu dặm, đến năm tháng ngày đó thì quý vị đến thì gặp tôi. Thì khi mà đến như vậy, dĩ nhiên là trong một làng nó vẫn có những trường hợp ngẫu hợp, đó là có nhiều gia đình cũng có con cùng một tháng sanh ra, cùng một năm sanh ra. Cho nên làm thế nào để biết rằng là ai là người tái sanh thật? Thì lúc bây giờ Phật giáo Tây Tạng có cách để mà xác định rằng là cái hạt giống của cái ông gọi là tiền thân và hạt giống của ông này nó là một, nó thống nhất với nhau. Thì lúc đó người ta sẽ cho các vị mà ứng cử viên của tái sanh đi vào một cái vườn hoa. Nếu như những cái cậu bé này là không phải là người tái sanh thật á, đi ngang qua bông phú dưỡng nó đâu khoái đâu, mà nó khoái bông hồng, bởi vì trong đó nó có chất liệu của tình yêu, nó có chất liệu của sự lãng mạn, nó có chất liệu của cái gì đó đó, nó liên hệ cái nền văn hóa của bông hồng thì bỗng nhiên nó chọn bông hồng à, chứ nó không chọn cái bông phú dưỡng. Còn đứa nào mà nó thích màu mè hoa lá hẹ đó thì nó thích cái hoa cẩm chướng, qua 10 giờ thì vô vàng. Đại khái là mỗi sự nó khác nhau, nhưng mà chỉ có cái chú tiểu mà là hậu thân của người kia thiệt đó, bỗng dưng sẽ thấy cái hoa hướng dương là khoái thôi. Và người ta quan sát, chúng tôi đã coi cái thước phim video đó, chúng tôi thấy nó rất là hay. Là chú tiểu này nhìn thấy sáng mắt lên liền, anh đang buồn ngủ mà nhìn thấy sáng mắt liền à. Chứ đâu, lúc đó đâu hề có cái nước dầu thơm đâu, mà người ta mở cái con mắt ra sáng lên, anh ta cười một cái, anh ta cũng ngã cái người đó như này cực khá. Thì cái hình ảnh đó mà chúng ta quay lại hai cái thước phim của cái ông hòa thượng cười khá khả và chú này cực khá, theo một cách thế, theo một tư thế không khác nhau. Thế vậy thôi à. Cái chất liệu cá tánh nó được nuôi dưỡng, nó được truyền thừa từ đời này sang đời kia, đó là một sự thật. Nếu chúng ta đã từng có một cái cá tánh ở trong quá khứ 30 năm trước, và bây giờ chúng ta vẫn còn cái cá tánh đó, người khác có thể nhận dạng chúng ta một cách rất là dễ dàng không? Có nhiều người chỉ thích đeo cái mặt kính gọi là nó cũ ha. Dù có tiền cũng không thèm đem cái dạng phải là hà tiện, nhưng mà thích đem cái cũ, bởi vì cái cũ nó hợp với gương mặt. Cho nên nhìn vào cái cũ đó là chúng ta biết rằng là đây là cái người mà cách đây 10 năm mình đã gặp qua. Hai cái chất liệu đó nó được giữ lại. Dĩ nhiên có nhiều người sau khi mà sống trong một môi trường hoàn cảnh xã hội mới đó, thì họ sẽ có thêm những cái cá tính mới, và họ có thể bỏ đi cái cá tính cũ, nhưng mà cái chất liệu nó vẫn còn giữ lại. Cho nên mình thông qua cái đó mình vẫn nhận biết người này, thì người mà mình quen. Chúng tôi có xem một cái bộ phim của Hollywood, không nhớ tên gì, lâu quá quên. Nó nói về cái mặt trái của những người làm phản gián. Cái thứ hai nữa là nó phản đối về cái công nghệ gọi là biến đổi gen ở trong cơ thể của con người. Cái anh A đó là bên nữa là chính nghĩa, anh B là bên phi nghĩa. Hai này là nội gián, là kẻ thù của nhau. Rất là tài. Mỗi bên đều có được những anh bác sĩ rất là giỏi thay đổi gen, gọi là làm những cái gương mặt giống như cái anh kia để giả dạng làm chồng của cái người vợ của anh kia, để lấy những cái thông tin gọi là chính trị quân sự trong đó để mà giết cái phe đối lập của mình. Và hai bên đang trên một vắng bài lật ngựa với nhau. Như vậy là làm thế nào để cho hai bà vợ của người này biết rằng là cái ông này phải là chồng của mình? Khó vô cùng không ạ? Nhưng mà có thể kiểm chứng được. Bởi vì khi mà chúng ta đổi cái gương mặt, chúng ta đổi cái giọng theo cái kiểu mà cấu trúc biến đổi gen, cái này là một cái khoa học diễn tưởng thôi, thì chúng ta có thể làm cho người kia không nhận dạng được. Nhưng mà có những thói quen là chúng ta không thể nào bắt chước được, không ạ? Bởi vì cái anh chính nghĩa này, ảnh có một cái cách biểu đạt cái tình yêu của ảnh đối với người vợ rằng trước khi ảnh đi làm là ảnh thường ảnh vuốt mặt cái vợ bên trái như thế này, vuốt một cái hung một cái rồi mới đi đó. Rồi khi mà cái người chồng bị gọi là bị bắt, và cái anh gián điệp kia đổi gen, gọi là làm thay thế hình thù của mình, cho nên đó là anh chồng này ảnh mới là báo cho những người khác về, báo vợ mình biết là cái anh mà đang sống không phải là chồng của chị đâu, còn tôi mới là chồng thiệt mà. Nhưng mà cái người kia đâu có tin, không tin. Nó là cái gương mặt, cái giọng nói, cái tướng đi y hệt, làm sao tin được. Thì lúc đó anh này ảnh mới nhớ là một cái cách, ảnh gợi lại là bây giờ em hãy coi cái cách mà lúc mà ảnh đung hem như thế nào, thì em sẽ biết là anh đó là thiệt hay giả thôi. Lúc bây giờ chị này mới có một cái chìa khóa để xác định, thì lúc mà anh ta hung cấp đánh vúi cho ông cây giống chút gì hay như thế này nữa.
Họ mới biết là như vậy cái chất liệu, cái thói quen của người kia và người này là hoàn toàn khác nhau. Như vậy là hai con người dù có cùng một gương mặt nhưng một giọng nói, một hướng đi giống như nhau. Cho nên là cái thói quen nó được truyền thừa từ cái đời này sang cái đời kia. Chính vì thế mà chúng ta thấy là tại sao có những đứa bé đó, nó vừa lọt lòng mẹ là nó ghiền cà phê rồi, không à? Đâu có ai dạy nó về cà phê đâu mà nó ghiền cà phê. Còn đứa bé mà nghe cái mùi bia lên cái là nó bò lại, nó thích liền. Rồi có những đứa bé mà nó thấy lúc mà trong cái ngày mà làm lễ thôi nôi đó, nó thấy cây viết là nó lại giật cây viết. Nhưng mà có đứa thì lấy cây cuốc, bởi vì cái hạt giống nông phu của nó nhiều quá. Có đứa thì cầm con dao, có thể anh này làm đồ tể đâm thuê chém mướn vậy là dân anh chị. Có đứa thì chọn cái đờn này bởi vì có thể là một anh nhạc công, một anh nhạc sĩ chẳng hạn. Thì cái hạt giống nào nó nhiều thì bỗng dưng nó phải có cái thói quen để nó chọn những cái gì nó hợp với cái đó. Chứ cái tục thôi nôi ở trong nhà Phật đó, nó đang được ảnh hưởng rất là nhiều ở trong đời sống của dân gian Việt Nam như một cái cách để hướng nghiệp con em của mình. Nhưng mà rất tiếc á, trong dân gian người ta lại sử dụng cái thôi nôi như là một cái dịp để trò chuyện lẫn nhau. Bà con lối sớm, anh em bà bạn bận rộn quá đi, không có dịp thăm hỏi với nhau, nhân cái cơ hội mà là 12 tháng tuổi của đứa con mình, cho nên mình lại mình ngồi mình là tán dóc nè, mình tâm sự là mình ăn nhậu nè, rồi mình đánh bài đánh bạc, đứa cuộc hay phải lo cho đứa bé thì mình làm vui cho chính mình rồi. Cho nên nó lợi dụng chứ không phải là mình chăm sóc. Thì khi mà mình hiểu được cái đạo lý, cái hạt giống nó được truyền thừa thông qua cái quán tính của thói quen, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải có trách nhiệm với đứa con của mình hơn. Tại sao chúng ta phải nuôi nó? Là bởi vì nếu nó cầm con dao nhiều thì cái hạt giống sân hận, trả đũa, vị kỷ, đâm thuê, chém mướn nó rất là nhiều. Do đó muốn cho nó trở thành một đứa con khôn ngoan và có giáo dục thì chúng ta phải đầu tư cho nó học 10 lần so với những đứa em khác. Thì cái hạt giống mới này nó mới được gọi là thiết lập, hoặc là xóa đi cái hạt giống cũ trong quá khứ. Còn bằng không á thì nó có khuynh hướng là bỏ học, nó ham chơi, nó sẽ dễ la cà với bạn xấu và nó sẽ dễ bị hư đốn khi có một cái điều kiện nhỏ thôi. Đó. Nên như vậy là cái tục đó chính là một cái phong tục của Phật giáo. Nó liên hệ đến cái giáo dục chức nghiệp của những bậc phụ huynh khi mà con em mình còn còn nhỏ, vừa mới lọt lòng người mẹ. Cho nên là thông qua cái chuyện đó chúng ta biết rằng là cái giá trị của sự luân hồi là một cái khó khăn. Trong khi đó các tôn giáo khác chỉ dạy có hai cái khả năng thôi. Đó là một là chúng ta phải bị đọa vào cái địa ngục, quả ngục đời đời nếu chúng ta không tin Chúa, thì chúng ta không tin Đấng Allah. Hai là chúng ta sẽ về thiên đàng để hưởng được cái lạc hạnh phúc khi chúng ta có được niềm tin và làm theo những gì mà Chúa dạy trong kinh điển. Đó là cái học thuyết về hậu sanh, về đời sau của các tôn giáo nhất Phật và đa vạn chúng. Nhưng mà nhà Phật nói rằng là có tất cả là năm loại hình những sự sống. Chúng ta có thể đào thai làm một con người, chúng ta có thể đào thai làm con người ở các hành tinh khác, chúng ta có thể trở thành các vị thần, chúng ta có thể trở thành các loài động vật, chúng ta có thể trở thành hồn ma bóng vía không siêu sanh thoát phạt được, khổ đau cùng cực. Thành năm loại hình đó nó lệ thuộc một cách rất là thương hợp chính xác về những cái hành động mà chúng ta đã làm ở trong hiện tại này cũng như trong quá khứ, nó phối hợp lại với nhau để nó quyết định, nhưng mà không có ai can gián vào trong cái quá trình quyết định đó đâu. Cho nên là chúng ta tin rằng là những cái gì mà chúng ta làm nó sẽ có kết quả ở trong hiện tại và tương lai. Và chúng ta có thể nói là tại sao nó có hiện tượng thiên sai quan biệt trong xã hội, tại sao nó có những cái chủng loại khác nhau, mỗi chủng loại có một cái cá tánh tập thể rồi có những cá tánh riêng của nó. Thì chúng ta nói rằng là do nghiệp tạo ra cá tánh, do nghiệp tạo ra chủng loại, do nghiệp tạo ra chức năng, do nghiệp tạo ra nghề nghiệp, do nghiệp tạo ra giá trị và hạnh phúc, do nghiệp tạo ra những khổ đau trong cuộc đời này. Chỉ có nghiệp là tức là hành vi thôi. Nhưng mà Đức Phật nói là cái hành vi mà con người tạo ra đó, nó có thể được chuyển hóa, nó có thể được thay đổi, nó có thể được cách tân, nó có thể được làm đổi mới, nó có thể đi ngược lại khuynh hướng ở trong quá khứ. Cho nên là cái nghiệp mà Đức Phật quy định đó, Đức Phật khởi xướng đó, là một cái dòng chảy, chứ không phải là một cái định nghiệp, một cái định mệnh, một sự an bài, một sự sắp đặt mà con người không thể vùng vẫy nổi. Cho nên là cái học thuyết nghiệp trong đạo Phật nó khác hoàn toàn với học thuyết nghiệp của Ấn Độ giáo, của Nho giáo, của các tôn giáo ở Đông cũng như Tây, xưa cũng như là nay, nó rất là khác. Do đó đó, nếu chúng ta được đặt những câu hỏi rằng làm thế nào để chứng minh rằng là cái người tu sẽ được an vui hạnh phúc, người tu đây là một hành giả đó có thể là một người tại gia, có một người xuất gia, như vậy người tu là cái người vào trong chùa, thì chúng ta có thể nói là qua cái cách mà người kia đang sống,
qua cái hạnh phúc mà người kia đang có, qua cái biểu đạt mà người kia đang dấn thân hành trì đi đến đồng ngoài, chúng ta có thể thấy được tất cả những đó. Chỉ như là trước mặt quần chúng, chúng ta có thể giả trang, chúng ta có thể tạo cái niềm vui, chúng ta có thể có được nụ cười, chúng ta có cái cây đỏ, nhưng mà trong lúc mà chúng ta ở một mình, chúng ta không giấu được chuyện đó. Cho nên cái người mà tu thật thì sẽ có được ăn vui trước mặt quần chúng và có được ăn vui ở sau lưng quần chúng. Họ có thể làm những việc làm trước mặt quần chúng và sau lưng họ có thể làm nhiều hơn nữa cả. Thì cái người đó là cái người mà có giá trị thật sự. Còn có người mà giả dạng để mà được người ta cung kính, cúng dường, tôn trọng, gọi là tán dương, thì những người đó đó là những người khổ đạo. Bởi vì họ chỉ ăn được cái bánh vẽ của hạnh phúc, chứ thay vì họ phải là cái thực tại của hạnh phúc. Đó là một cái sự thật. Chúng ta có thể để ý là chúng ta sẽ biết. Còn nếu như cái người kia khéo quá thì chúng ta có những phương pháp để thử, để giữ. Cái Phật dạy nhiều phương pháp để giữ lắm. Cứ lại thử tán vào mặt tay người kia coi còn sanh không. Chiến liền à. Thật ha. Chứ là có nhiều cách để giữ lắm. Hoặc là gọi là cứ đem tiền thả cho người kia, mà người kia gọi là lấy tiền để làm việc công đức phước báo, mà không phải lo cho bản thân của mình, thì biết rằng người này không còn lòng tham nữa. Còn mà không mà có tiền cái ngày sau thấy là có xem đã tốt. Còn cái không mới hơn thì biết được thôi. Cái người này làm từ thiện không đảm bảo, đụng chỗ nào dính nước mắm chỗ đó nguy hiểm lắm. Thế dù vậy, cho nên là chúng ta có nhiều cách thử lắm. Nên cái giá trị của hành động đó, nó là một cái quy luật để chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, mình đang làm và mình sẽ làm. Còn ai cho rằng chết là hết á, như những chủ nghĩa vô thần khoa học hay những chủ nghĩa nào đó không cần thiết, mà cho rằng chết là hết thì cái trách nhiệm đạo đức của người đó có thể bị buông rơi. Và do đó người đó có thể tạo việc ác, người đó có thể làm việc xấu, người đó có thể là không sợ tội lỗi, người đó có thể làm những cái việc mà con người không cần muốn trong cuộc đời này. Cái hậu quả của đó là cái nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói rằng ai cho rằng mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này diễn ra một cách ngẫu nhiên, người đó sẽ tạo cái khổ đau cho cuộc sống. Ai cho rằng mọi sự vật hiện tượng này được diễn ra theo một sự định đoạt của Thượng Đế thì người đó cũng tạo cái khổ đau một cách tương tự. Là bởi vì cái người mà tin theo thứ đó đó sẽ không bao giờ có nguyện vọng, không bao giờ có mong muốn gọi là làm những điều mà mình chưa được làm, hoàn thành những việc mà mình chưa phải hoàn thành. Và họ trở nên một người rất là tiêu cực, an phận thủ thường, đặt cái hạnh phúc khổ đau của mình trên cái sự hên thui ba rủi là gọi là một cái điều không nên. Còn theo tinh thần nhà Phật á, chúng ta có thể nhìn thấy được những cái mà chúng ta đang có nó liên hệ rất là nhiều trực tiếp hoặc gián tiếp với những cái mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Còn những cái chúng ta đang làm nó sẽ liên hệ và quyết định những cái mà chúng ta sẽ có và không có ở trong tương lai. Nó là một quy luật của nhân quả rất là tất yếu. Có thể chúng ta không thấy nó liền nhưng mà nó sẽ có. Cho nên đó là cái giá trị của tu tập là một cái sự chuyển hóa. Cái dòng chảy đó nó có tùy thuận theo cái điều kiện môi trường hoàn cảnh. Có điều kiện, có môi trường, có hoàn cảnh nó sẽ xuất hiện, còn không có nó sẽ ẩn náu ở trong cái tức độ đó. Mà mình nhìn thấy không có nó mình tưởng là không có thật là không đúng. Ví dụ chúng ta thấy cái dòng điện, khi cái bóng đèn bị hư á, chúng ta nói là dòng điện không có là chúng ta sai. Tại vì không có công tắc để bật cái đó lên, hoặc là thiếu cái con chuột để làm cho đèn sáng, hoặc là cái đèn nó bị chết, nó bị đứt bóng. Còn khi mà ba điều kiện này có, dòng điện không bị đứt ở chỗ này chỗ kia, chúng ta chỉ cần bắn một công tắc, thậm chí là chúng ta làm cho cái đèn ở trên bàn thờ chiều chiều nó vô thôi, đèn Mỹ xịn chiều lại là mặt sáng, là chiều ba cái nó sáng chung, chiều cái thứ tư nó tắt luôn. Nó là như vậy. Dạ. Thầy cho tôi hỏi câu cũng rất là tầm thường là con người ta ai cũng có cái lương tâm, và cái lương tâm ai cũng tốt đó. Tôi tự hỏi biết có phải Phật ở trong lương tâm của mình không? Và nếu ở trong lương tâm của mình đó, mình làm theo cái lương tâm của mình dạy, có phải là mình nghe lời của Phật dạy là không? Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Dĩ nhiên cái lương tâm nó là một cái chất liệu lương thiện, nó là một cái ý thức về việc làm, nó là một cái cửa ngõ để chặn đứng những cái tội lỗi, nó là một cái nhịp cầu để nói kết chúng ta với những cái gì cao thượng. Nhưng mà lương tâm chưa phải là Phật tánh, nó chỉ là chặn đường của Phật tánh thôi, một chặn đường đạo. Cho nên để có được một cái Phật tính, tức là cái chất liệu giác ngộ thật sự đó, thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái lương tâm ở nhiều cái cấp độ khác nhau.
Một con người có lương tâm có thể là không bao giờ làm việc tốt, nhưng mà không bao giờ làm việc xấu. Họ có thể là một con người đạo đức thôi. Người đạo đức là cái người không làm việc xấu, là người đạo đức. Còn để làm việc tốt thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, dấn thân phục vụ, hoặc là bỏ đi cái chất liệu của bản ngã. Con người có lương tâm có thể có bản ngã, có thể có lòng ích kỷ, miễn họ làm hại ai thôi. Cho nên lương tâm nó là một chặng đường đọc. Cho nên khi mà mình có được lương tâm thì cái chất liệu Phật tính nó bắt đầu nó hé mở, nó bắt đầu nó được nuôi dưỡng, nó bắt đầu được vun trồng thôi. Còn muốn cho nó trở thành Phật tính thật sự thì phải làm nhiều chuyện hơn khác hơn nữa. Đó là bố thí, cúng dường, làm phước, tu tập, hành trì, dấn thân, phục vụ, và phải dẹp cái lòng bản ngã mình đi thì cái Phật tính nó mới thể nổ ra ở mọi nơi. Sẵn đây thì chúng tôi xin lưu ý thêm một điểm, đó là có rất nhiều người hiểu sai cái từ mà tự quy Phật, bởi vì không hiểu được cái cấu trúc văn phạm của chữ Hán. Cái chữ tự trong trường hợp này đó, nó không phải là nó là Phật ở trong con người chính mình. Tự quy Phật là quy ông Phật ở trong người của mình, sai lầm. Mà tự đây là một cái sự gọi là cái đại từ ngữ thứ nhất, tôi xin nương tự Phật, là con xin nương tự Phật. Trong cái việc thì mình phải bày tỏ bằng tôn kính, bằng đọc từ con hay bằng cái đại từ con. Còn trong chữ Hán nó là chữ tự, thay vì nó chữ ngã, người ta không muốn dùng chữ ngã. Tức là dùng chữ ngã đó thì có thể dẫn tới cái sự hiểu lầm về bản ngã, cho nên họ dùng chữ tự. Thì chữ tự này nó đối lập với chữ tha. Phật ở đây là tha, tức là một đối tượng khác mà mình đang cung kính, mình đang hướng về. Cho nên đó, từ cái chỗ hiểu sai là tự quy Phật, nghĩa là quy về ông Phật tâm của mình, ông Phật ở trong lòng của mình. Cho nên có nhiều người nói là tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần làm những việc làm, tôi không cần làm gì, miễn tôi làm gì xấu là ông Phật của tôi đã sống rồi, tôi có được hạnh phúc, tôi có được ăn vui. Như vậy là chúng ta đang đóng bít cái cửa ngõ Phật tính của mình lại. Cho nên tự quy Phật nó là một cái cách tuyên thệ, một cái cách có ý thức rằng mình gọi là muốn trở thành đệ tử của Đức Phật. Và muốn trở thành đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải làm những gì Phật làm. Chúng ta phải dấn thân theo cái cách thức của Đức Phật đã mang lại cho cuộc đời. Và cái dấn thân đó nó được biểu đạt ở ba cái câu sau. Đó là tôi xin hứa, tôi xin nguyện, tôi xin mong mỏi rằng tất cả con người và các loài động vật khác thầm gọi là có được cái trí tuệ như là biển cả, có được cái tuệ giác như là ánh mặt trời, có được cái hạnh phúc như là bầu không gian, ví dụ vậy. Như vậy là chúng ta mong mỗi chuyện đó thì chúng ta phải hành trì. Cho nên cái Phật đó không phải là Phật ở trong gọi là tâm của mình, bởi vì tâm của mình là trái tim, làm sao chứa được cái giác ngộ. Cái giác ngộ nó nằm ở cái nhận thức, và nhận thức không phải là bộ não. Bộ não chỉ là một cái cơ quan để thay nhận thức thôi. Trong các học thuyết duy vật, trong các học thuyết của các tôn giáo, trong các học thuyết của triết học, của tâm lý học, của xã hội học, vân vân, thì cho rằng là tất cả cái chủ não nhận thức nằm ở bộ não này. Như Đức Phật nói rằng là có nhiều con người cơ thể bộ não còn 50%, nhưng mà cái nhận thức nó vẫn có thể hoạt động được. Và thậm chí trong cái trường hợp mà cận tử nghiệp, chúng ta có thể nằm liệt giường trên ở trên cái giường, chúng ta có thể gần qua đèn, bộ não ngưng hoạt động, nhưng mà cái ý thức vẫn đang còn hoạt động. Cái đó là cái mà học thuyết của nhà Phật thôi. Có thể chúng ta không tin, nó vẫn đang hoạt động là bởi vì cái ý thức này nó tồn tại như một cái kho tàng. Mà cái thuật ngữ nhà Phật gọi là cái kho tàng A Lại Da. Nó chứa tất cả những hạt giống của cảm xúc, của hành động ở hiện tại và trong quá khứ. Và do đó nó có thể lãng quẩn trong suốt cái thời gian mà chúng ta vừa rồi tắt thở, rất là thêm chúng ta ngừng, bộ não chúng ta ngừng hoạt động, nhưng mà cái ý thức nó vẫn đang còn là hành hoạt xung quanh đó. Cho nên chính vì vậy mà các vị tổ sư, nhất là Ngài Huyền Trang, dạy chúng ta là đừng bao giờ đụng vào thân thể của người kia sớm quá. Trước 8 tiếng đồng hồ đây phòng hở mà. Lúc đó người kia đang còn có tiếc nuối về cái thân thể, đang còn tiếc nuối về cái đời sống, đang còn tiếc nuối về gia tài sự nghiệp, về vợ, về con, về chồng, vân vân. Cho nên họ chưa đi được, họ còn lẩm quẩn. Đụng vào họ, họ có thể dẫn đến cái thái độ tham chấp, dẫn đến thái độ sân hận, dẫn đến thái độ bực tức, và do đó họ có thể có những cái không tốt cho bản thân của họ về tiến trình tái sanh. Cho nên là tổ Nguyên Tráng đã dạy chúng ta là phải thận trọng, đừng đụng vào lẹ. Như vậy trong trường hợp đó, và cái cách thức biểu đạt đó, chúng ta có thể hiểu được rằng là trí thức nó vẫn đang còn hành hoạt, vẫn đang còn vận hành đó. Hoặc là khi mà cái đời sống của cái bộ não, đời sống của trái tim đã ngừng, cho nên chúng ta không thể nói là Phật ở tâm, Phật ở trái tim là cái gì đâu. Trái tim chẳng qua nó chỉ là biểu tượng của tình cảm. Hả? Chúng ta thường nói là đây là con người của trái tim, tức là con người cảm tính nặng. Còn nói là chúng ta nói là đây là con người của cái đầu, tức là con người của nhận thức, của lý trí, của nhận định, đánh giá, phân tích, tổng hợp, suy luận. Hai cái này là hai thái cực đối lập với nhau.
và trong cái đó cái sự vận hành ý thức của con người đó dĩ nhiên nó vay mượn vào cái bộ não và vay mượn vào hệ thần kinh trung ương rồi hệ thần kinh tứ chi, hệ thần kinh của các giác quan vân vân. Nhưng mà không có cái đó nó vẫn có cái thức để biểu đạt, nó vẫn không mất đi. Giống như bây giờ trong một căn nhà của chúng ta có tất cả là 6 cái cửa sổ tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mỹ. Khi chúng ta bật một cái đèn lên, chúng ta quan sát từ 6 phương, chúng ta thấy rằng là ánh sáng nó lóe ra bên ngoài, chúng ta biết rằng là trong nhà đang có điện, đang có đèn sáng. Chứ nếu như là chúng ta làm những cái xong như thế này, bật kính luôn, bật đèn lên chúng ta không nhìn thấy, thì chúng ta nói rằng là cái ý thức của cái ngọn đèn ý thức là không có, là không đúng, phải không ạ? Nó vẫn đang còn trong, nó không có hiện ra bên ngoài thôi, nó đang ẩn tàng. Thì cũng tương tự như vậy, có những trường hợp con người ta mới vừa tắt thở, vừa chết, cái hoạt dụng của bộ não không còn nữa, nhưng mà ý thức nó vẫn còn ở dạng này hoặc dạng kia, chúng ta không thể nhìn thấy nhưng mà chúng ta lại cảm nhận. Có thể chúng ta kiểm chứng bằng cái cách như thế này: nếu như một người nào đó có lòng cố chấp cao và họ có một cái lòng hiềm hận với một người nào đó, người rất là thân, có thể một người tình, có thể một người có bất hiếu, có thể là một người chị mà đã có nhiều cái lận đận về quan hệ với mình, thì người đó thường có những câu nói như thế này: khi là tôi chết đừng cứ về để tang tôi. Thí dụ họ có những cái lời thề như vậy, thì lời thề đã nguy hiểm lắm. Mà nếu họ là một người cố chấp, họ giữ lời thề đó, và lúc đó họ chết sẽ không nhìn nhắm mắt. Cái biểu hiện không nhắm mắt là cái kiểu mà chết mà chưa thoát được, nguy hiểm lắm. Và khi cái người đó không muốn nhìn thấy mà trở về đứng trước cái kim quang hay đứng trước cái linh cữu đó, người đó có thể có những phản ứng mà khoa học chưa chứng minh được, là máu nó ào ra, hoặc là cái hầm nó xì hơi, nó nhỏ nước mà bình thường không có. Cái này chúng tôi đã từng đi nhiều đám, chúng tôi thấy có, mà hỏi ra thì nó đều rơi vào tình trạng là bởi vì cái người kia đang thù một người nào đó trong gia đình của mình. Càng thương người nào đó chừng nào mà không hiểu người đó, cái nỗi thù nó sẽ phát sinh. Cho nên thương yêu nó là một con dao hai lưỡi. Thương yêu không có sự chuyển hóa, thương yêu không có sự hiểu biết cảm thông, thì cái đoạn kết nó có thể làm cho cả hai khổ đau, làm cho cả hai trở thành nạn nhân của nhau, rất là nguy hiểm. Và do đó chúng ta biết được rằng là cái chất lượng của sự sống nó được truyền thừa từ đời này sang đời kia, không bao giờ mất. Bởi vì cái nhận thức, cái ý thức của con người nó theo nhà Phật cũng giống như một cái dạng năng lượng sống vậy đó. Sống có năng lượng nghiệp, và cái này không mất, nó giống như một quy luật gọi là vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì cái ý thức cũng vậy, nó chuyển từ loại hình sự sống A sang một loại hình sự sống B bằng cái con đường tái sản, mà nó duy trì lại những hạt giống mà nó đã tạo trong quá khứ. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có những thành đạo, có những thiên tài, có những chuyên gia, là bởi vì những hạt giống ở con người đó trong đời sống quá khứ gieo trồng nhiều hơn là những cái mà chúng ta gieo trồng ở trong đời sống hiện tại này. Có người học 1 biết 10, không học cũng biết nữa. Có người học 10 nhớ được 1, nhớ được 0, không nhớ được cái gì hết. Thì đó là cái điều kiện mà chúng ta thấy là nó khác nhau từ nhân quả. Nhưng mà về phương diện y học, về phương diện sinh vật thì người ta nói là cái cấu trúc gen đặc biệt hay là cấu trúc gen không đặc biệt, cấu trúc gen thường, cấu trúc gen như thế này thế nào. Nhưng mà nhà Phật nói là cái đó là cái biểu hiện bên ngoài, còn cái năng lực của nghiệp nó tạo ra chúng ta cái sự khác biệt đó. Tại sao cái người này thấy như thế này mà không như thế kia mà ngược lại? Thì đó là một sự thật. Hôm nay có cái duyên thôi sẵn có thầy đây, cũng thứ nhất là xin rất là cảm kích, cảm ơn thầy đã giải đáp các câu hỏi rất là thỏa đáng. Thì có nghĩa là vấn đề đúng hay sai thì khi không có hỏi chót nữa cũng trên tinh thần là đúng hay sai. Nhưng mà nó có chút liên quan đến y khoa, thành ra cũng lâu nay thắc mắc thì cũng xin dưới góc độ là đạo Phật thầy có thể giải đáp được luôn. Thì như là lúc nhỏ thì cha mẹ, nhất là mẹ tôi, thường khuyến khích con cái là nên học ngành y, là vì ngành y là ngành cứu độ nhân mọi người. Thì mình thực hiện tinh thần đó, thành ra cố gắng học. Thì qua năm dự bị đó, thì mới vô đầu đó, thì đã phải mổ những cái con cá rồi, đã sát sanh rồi. Rồi qua năm thứ nhất thì học về anatomy, cái này tôi phải học đó, thì mới đầu mình cũng học cái mô hình sách vở thôi, mà sau đó phải học với người thật, cũng phải mổ người thật nữa.
thì mình thấy cũng thấy trong lòng sợ sợ mà thấy không nghĩ là bây giờ chưa thích của ai đó, mà thấy là đã chưa biết gặp những cái tôi rồi. Thành ra là mà thì hồi đó thì bên Việt Nam cũng có, từ sau khi mà mổ cái xác xong thì cũng chôn rồi cũng làm cái lễ này mà mắc cà phê rồi cảm ơn tôn trọng cái những người chết để dạy cho những người sống. Thì theo tinh thần Việt Nam thì có cái câu là còn nước còn khác, thì mình làm hết sức mình để mà cứu người. Thì nói tới đây thì tôi cũng nhớ cái bài tôi có đọc mười mấy năm trước của bác sĩ Vĩnh đây. Thì có viết là hội Việt Nam có một vị cao bệnh nhân bác sĩ Vĩnh đã với tinh thần còn nước còn tát đó, đã cứu một cái bệnh nhân đã bị mổ bị tai nạn nó bụng mà xuất huyết rất là nhiều, nhưng mà bác sĩ Vĩnh đã cầm máu, đã truyền máu, truyền được biển để cứu được cái người bệnh nhân đó. Đó là với cái tinh thần còn nước còn tát. Thì đó là tinh thần Việt Nam, nói về Việt Nam. Nhưng mà qua tới Mỹ nay rồi á thì nếu mà giờ gặp bệnh viện á thì họ có cái câu là DNA có nghĩa là không có làm gì cả. Nếu mà bệnh nhân nặng rồi á, bệnh nhân mà lên tiêm là không có xoa bóp tiêm mà là không có truyền nước biển, không có truyền máu để cho bệnh nhân đi luôn đó. Thì mình thấy rằng hai cái lần bên Việt Nam với bên này với bên Mỹ á, thì có thể là đứng trên cái khía cạnh mà xã hội của Mỹ á, thì nó nghĩ rằng tốn tiền quá, nếu mình làm thêm mình truyền nước biển không thì tốn tiền thêm mà chưa chắc gì cứu được họ. Nhưng mà đối với thể hiện tinh thần Việt Nam mình còn nước còn cát á, thì mình muốn làm hết mình. Thì đó là cũng một cái băn khoăn của người bác sĩ thực hành nghề ở bên Mỹ, mà cũng là băn khoăn của những người thân nhân có người thân đứng trước cái cảnh đó. Thành ra là trở lại cái tinh thần đúng hay sai thì xin thầy cho lời giải đáp. Đúng như khi cạnh về xã hội thì đã biết là xã hội nghĩ là như vậy rồi, mình chấp nhận rồi. Nhưng mà đứng như thanh trần đạo Phật á, thì như nãy mình vừa nói qua về cái tinh thần con người thì sống không có cái nào nữa mà nói thì vẫn còn, thì với tinh thần còn rất cầu thả của người Việt Nam thì phải làm sao, phải như thế nào để giải đáp được cái câu hỏi đó. Cái câu hỏi vừa nêu á nó rất là khó giải đáp, rất là hay, bởi vì nó đụng đến cái ngành sinh học đạo đức của y khoa. Dĩ nhiên là chúng ta có thể áp dụng trên tinh thần của đạo Phật để lý giải những vấn đề này. Chúng tôi xin chia cái câu hỏi đó làm hai phần. Cái phần thứ nhất đó là cái phần gọi là cái ngành lương y như từ mẫu, là ngành y để có cơ hội đóng góp, để có cơ hội nuôi lòng từ bi, để có cơ hội phục vụ cho sức khỏe con người và tuổi thọ, không ạ? Nhưng mà trên thực tế, trước khi mà ra trường, tất cả các gọi là sinh viên khoa, thậm chí là sinh viên gọi là dược, đều phải trải qua những cái học mổ xẻ về cơ thể học, mổ xẻ và thí nghiệm các loài bệnh, thí nghiệm thuốc trên các loài bệnh, có loài động vật mà có cái nhiễm sắc thể gần giống như con người, ví dụ như là loài khỉ hay là lời chuột vân vân, hoặc là một số loại khác nữa. Như vậy là trong cái nền y khoa của phương Tây đó, thì họ không có nghĩ rằng là tất cả các loài động vật đó cần phải được bảo vệ sự sống, và đó là một cái cơ hội để giúp cho con người có được đời sống an vui hạnh phúc. Cái đó mà mổ xẻ các loài vật là một cái gì đó không có liên hệ đến cái gọi là nên hay là không nên, là không liên hệ đến cái gọi là bất nhẫn, không liên hệ đến cái chuyện xúc phạm lòng thương tưởng tình thương của con người, không liên hệ đến cái chuyện mà chặn đứng cái mạng sống của chúng. Đó là cái nền y học y khoa đặt ra vấn đề như vậy. Mà nếu chúng ta là những con người Phật tử hiểu được đạo lý của từ bi thì chúng ta không cho phép mình làm chuyện đó, nghĩa là chúng ta vẫn dấn thân mổ xẻ, nhưng mà chúng ta không mổ xẻ theo cái cách mà quan niệm y học của phương Tây đang làm, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng tôi xin sám hối, nếu cái việc mà làm như vậy mà có mang đến cái chết cho các vị đó, xin các vị hãy tha thứ cho chúng tôi và mong các vị siêu sinh thoát qua, đừng có sân hận. Chúng ta vẫn có thể làm điều đó, bởi vì một cái công trình đóng góp cho sức khỏe đó, nó được gọi là được thiết lập bằng những bước đi khổ đau của các loài động vật. Trong cái hạnh phúc của con người á, thì biết bao nhiêu loài động vật có nằm xuống, chuyện đó là chuyện quy luật tất yếu thôi. Dĩ nhiên là chúng ta có một cái sự biện hộ nho nhỏ nào đó, đó là tại vì cái sự sống của các loài động vật này nó không có giúp ích cho cộng đồng xã hội nhiều như là sự sống của con người, cho nên là lấy sự sống của con người làm chuẩn, và do đó gọi là có thể hy sinh sự sống của các loài động vật với một động cơ tốt.
Thì như vậy là cái nghiệp sát sanh trong trường hợp này nó chắc chắn phải có, nhưng mà cái quả của nó sẽ bị hạn chế một cách tối đa. Tức là bởi vì chúng ta làm những cuộc thí nghiệm đó để tìm cái giá trị phục vụ sức khỏe, mạng sống, tuổi thọ của con người ở bệnh viện lớn hơn, ở hiện tại và trong tương lai. Nếu chúng ta gọi là đi vào cái sự khảo nghiệm thí, gọi là thuốc hay là mổ xẻ bằng một tâm niệm như vậy thì nó trở thành ok. Còn bằng không thì cái nghiệp sát hại nó rất là nặng. Có nhiều sinh viên có thể lấy đó như là một trò cười, một cái niềm vui, một cái hạnh phúc này là mình được mổ xẻ, thì đó là không nên chút nào. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó, và cho đó cũng khó nó thể nói đúng và sai, chỉ như là nó sẽ sai về nguyên liệu mà bình đẳng sự sống. Nhưng mà trong cái ngành y khoa hiện tại là ngoài cái chuyện mà thử nghiệm thuốc ở trên các thân thể của các loài động vật, người ta chưa còn cái cách nào khác tốt hơn để có được hiệu quả rằng nó có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, cho nhiều người khác nhau, mang lại cái giá trị của sức khỏe. Chỉ như là có những con người mà đi về cái ngành y của Đông Phương, ví dụ như y của Ấn Độ, y của Tây Tạng, y của Trung Hoa thì không chấp nhận, vì họ đâu có cần phải thử nghiệm trên các loài động vật. Họ có thể thử nghiệm bằng kinh nghiệm truyền thừa từ đời này sang đời kia, chữa trị bệnh bằng châm cứu, bằng so bóp, bằng sức khỏe, bằng thiền quán, bằng nội công, rồi bằng trị liệu bằng thuốc, gọi là từ thực vật. Tức là họ có một truyền thống rất lâu dài, và do đó họ có thể đảm bảo được mạng sống của những loài động vật mà mình vốn có thể chia sẻ sự sống với nó, hay có tình thương ở một cách thức này hay là cách thức nọ. Cho nên nếu chúng ta dấn thân làm cái nghề y của phương Tây thì chúng ta phải chấp nhận cái đó, mổ xẻ, thử nghiệm. Nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta không bao giờ tốt nghiệp, chúng ta sẽ không bao giờ làm được dược sĩ, chúng ta sẽ không bao giờ làm được bác sĩ, và cũng không thể nào làm được y tá bằng mặt. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Nhưng nếu làm, chúng ta phải quán niệm với lòng từ bi trên cái hành động đang làm đó là thương tổn mạng sống. Ở trong cái bài kệ của những người xuất gia thì cái tinh thần từ bi được trải rộng rất là nhiều. Ví dụ cái bài mà khi mà những người tu mới bắt đầu mở mắt ra, bước những bước chân đầu tiên đi ra trong một ngày, thì Đức Phật dạy tất cả các vị đó phải quan niệm như thế này: nếu mỗi bước chân đi của chúng tôi đặt chân xuống giường, đi từ điểm A sang điểm B, mang lại cái chết cho những loài côn trùng mặc dù tôi không cố ý, thì chúng tôi xin các vị hãy tha thứ, các vị hãy phản sanh. Và sau khi nghĩ như vậy rồi đó, lòng từ bi trải rộng đến các loài động vật đó, và chúng ta đọc một câu thần chú vãng sanh tịnh độ. Dĩ nhiên là cái việc mà sát hại đó là cái chuyện mà chúng ta khó có thể tránh khỏi được. Là chúng ta có thể không sát hại với một góc độ quy mô, nhưng mà chúng ta có thể sát hại ở mức độ vi tế. Chúng ta có thể là không giết các loài thú lớn, thú nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn giết những loài côn trùng bằng cách là xịt thuốc lá, thuốc rầy ở trên rau quả, ở trên cây trái mà ta dân cúng Phật, ở trên cây trái phục vụ cho những người ăn chay. Cho nên đó là trong cái hạnh phúc ăn uống của chúng ta, biết bao nhiêu loài sinh vật đã bị bỏ mạng sống, đang bị khổ đau, đang bị gọi là chuyển kiếp. Nhưng mà chuyện đó là chuyện mà bất đắc dĩ lắm. Cho nên là phải đặt cái lòng từ bi về rộng đoạn, phải đẩy cái luồng khí của hành động từ bi vào trong những việc làm đó, thì cái nghiệp sát sanh nó sẽ giảm thiểu một cách tối đa, và tình thương chúng ta sẽ được mở rộng một cách tuyệt đối. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Trong cái phần thứ hai của câu hỏi đó, đó là khi một người mà bị bệnh, cái tinh thần y khoa của người Việt Nam qua cái bài viết của bác sĩ Vĩnh đó là còn nước còn tàn. Sau đó cái tinh thần y khoa của người Mỹ nói chung và phương Tây thì gần như là không cần phải phí sức, bởi vì họ có thể nghĩ rằng là người kia sẽ tốn tiền. Như vậy là chúng ta nên chọn cái nào? Vấn đề đặt ra ở hai hướng. Thứ nhất, nếu như cái người mà đang bị bệnh đó là người thân của chúng ta mà họ có khuynh hướng là tiếc nuối sự sống, tham sống và sẽ chết, thì chúng ta nên áp dụng công thức là còn nước còn ta. Bằng không, nếu chúng ta chặn nước mạng sống của họ bằng cách là rút cái bầu dưỡng khí oxy ra khỏi cái lỗ mũi của họ, hoặc là tiêm thuốc để cho họ qua đời, giống như là một số cái đề nghị của y khoa hiện đại, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tạo cơ hội cho người bị xâm hại, người kia sẽ thu hăng mình, mặc dù họ nói được, họ mất cái phản xạ của lời nói, họ mất cái phản xạ của cái nghe, của cái con mắt, nhưng mà họ rất là bực tức, và chính cái bực tức đó làm cho họ khó có thể đi đào thai được lắm. Cho nên là chúng ta làm, chúng ta phải ý thức được rằng là trong trường hợp nào chúng ta nên ứng dụng cái trường hợp còn cái còn ta. Còn nếu như cái người đó họ hiểu được đạo lý của sự sống chết như một quy luật, rằng cái chết nó diễn ra đối với mọi người, nếu không sớm thì cũng muộn, và do đó họ có nguyện vọng họ muốn chết sớm hơn, thì đừng bao giờ áp dụng cái công thức là còn nước còn tạp với họ. Chỉ như là những người thương, những người thân, những người con, những người thân quyến, họ rất là cảm thấy xót xa
khi phải áp dụng cái công thức đó là không có tiếp cỡ các cái phương tiện y khoa cho người kia nữa, để cho người kia có thể qua đời. Chỉ cần chúng ta rút cái bầu dưỡng khí ra là người kia có thể tắt thở trong vòng 30 giây. Bởi vì có những trường hợp đó, cái nhịp đập của tim nó chỉ là cái không khí oxy ra vào thôi, khi mà buông cái đó ra là người kia có thể chết đó. Cho nên trong những trường hợp nếu người đó có nguyện vọng như vậy thì chúng ta đừng bao giờ tạo cơ hội cho cái khổ thọ, tức là cái cảm xúc khổ đau đó, nó được duy trì lâu dài ở trong cái tâm của người kia. Bởi vì trong trường hợp đó người kia có thể bị sanh hỏng. Cho nên trong trường hợp đó là áp dụng công thức còn nước còn tác làm một cái khổ đau cho họ. Vậy đó nó không hay. Thì vậy mình có thể áp dụng cái công thức của y học phương Tây. Cho nên đó là chọn cái cách thức nào cho đối tượng nào là một điều mà chúng ta phải đắn đo rất là nhiều. Cái thứ ba, chúng ta có thể làm một cái phương pháp hỗ trợ. Đó là nếu như cái người thân của chúng ta là những con người sợ hãi cái nỗi khổ đau về dòng cảm xúc của cái thân thể vật lý bị cái cơn bệnh nó chi phối, nhưng mà họ mặt khác lại muốn mình sống một cách lâu dài, không bao giờ muốn chấp nhận cái chết. Hai cái đó nó không bao giờ sống một cái dài. Đến lúc người ta chết là phải chết, nhưng mà họ lại không muốn chết, còn cái khổ là không muốn, cho nên nó mâu thuẫn. Thì trong trường hợp đó, nếu chúng ta là các bác sĩ có lương tâm hoặc là có được cái hiểu biết của đạo lý nhà Phật, thì chúng ta khuyên cái người kia và ngay cả những người thân của chúng, của cái người thân đó, của người bệnh đó, cùng phải làm cái công việc tương tự. Đó là mình nói rằng là cái thân thể này nó phải đến lúc ra đi đó, mình không nên tưới tiếp vào đó, hãy để cho tâm mình được an, đừng lo lắng. Mình có thể an ủi người đó bằng cách này một cách nọ, để cho cái khủng bố về cái chết, cái sợ hãi về cái chết không diễn ra trong 5 phút người đó. Dĩ nhiên người đó sẽ chết trong vòng 2 phút 3 phút, nhưng mà mình phải trấn an bằng cách nào đó để cho họ có thể an tâm. Và thường bệnh nhân có một cái niềm tin tuyệt đối đối với bác sĩ, cho nên chúng ta có thể lợi dụng vào cái tình cảm đó, chúng ta phương tiện nó lao, nói rằng là bác hãy an tâm, tôi sẽ chữa trị cho bác được an lành, bác đừng có lo lắng về vợ con, lo lắng về tài sản, về sự nghiệp, hãy buông nó đi để cho tâm nó thư thả, thì cái bệnh của bác nó sẽ được mau lành. Và khi mà tâm buông như vậy, người đó đi thì dễ dàng lắm. Từ đó chúng ta có thể là ngừng những cái phương tiện hỗ trợ y khoa cho người kia có thể ra đi. Bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ được sống, họ sẽ được hạnh phúc, họ sẽ được vui. Cái ra đi trong trường hợp này sẽ được tái sinh cảnh giới khỏe, tốt. Cái phương tiện nó là một cái gì rất là khó áp dụng. Mình phải rất là khéo léo, chứ bằng không có thể tạo cái khổ thọ cho người kia lâu dài là không nên. Một vấn đề khác nữa đó là đó, có những con người đó nằm bệnh liệt giường là như là hệ quả của cái bệnh. Và cái hệ quả này nó là một cái hành động nghiêm xấu trong quá khứ. Ví dụ những người đã từng bẻ cổ gà, bẻ cổ dế, đứt cổ dế, hoặc là treo cổ người khác, thì cái hành động đó đó, nếu như mình không có ăn năn hối lỗi về sau này, dù mình làm như là một chức nghiệp đối với những người mà treo cổ người khác là một cái nghề, cái nghề để bảo vệ luật pháp, cái nghề để mà trấn an xã hội, cái nghề để mà đảm bảo được hạnh phúc của những người lương thiện, dĩ nhiên là những người đó vẫn phải mang nghiệp rồi. Họ có được cái phước khác, nhưng mà họ phải mang cái nghiệp đó sao? Nếu như họ không hiểu được đạo lý của tình thương và mong những người chết kia tha thứ, và làm không phải vì sân hận mà làm vì một cái chức nghiệp, thì cái nghiệp sát sanh của họ sẽ giảm, còn bằng không nó sẽ lớn. Và do đó người đó trong cái đời sống hiện tại này có thể bị đơ cổ giống như chúng tôi nha, bị thói quá cổ. Thí dụ vậy, mình đâu có làm gì xấu đâu mà vẫn bị thói quá, kiếp trước rồi bẻ cổ dế nhiều lắm, thí dụ vậy. Thì trong trường hợp đó mình phải hướng dẫn người bệnh nhân sám hối. Dĩ nhiên là không phải ai cũng chấp nhận sám hối đâu, mình khuyên bằng cách này bằng cách nọ để người ta ý thức được rằng là những hành động xấu, những cái nghiệp mà mình có này, ngoài cái chuyện mà nó như là hệ quả của một đời sống không có thích hợp về ăn, về mặc, về ngủ, về chế độ làm việc nghỉ ngơi, nó còn liên hệ đến cái nghiệp xấu trong chúng ta trong quá khứ. Cho nên chúng ta hãy sám hối, chúng ta có thể phát nguyện rằng là nếu như trong quá khứ tôi đã từng làm cái khổ đau về cơ thể cho các loài động vật, về cơ thể cho con người, về cái cơ thể cho môi trường, môi sinh vân vân, và cái khổ đau đó nó có thể phát xuất từ một động cơ cố ý hay là một chuyện rất là tình cờ, thì xin tất cả các vị hãy bỏ qua cho chúng tôi xin sám hối và không bao giờ làm chuyện đó trong tương lai. Thì cái lòng sám hối như vậy nó sẽ làm cho cái nghiệp kia đó, cái nghiệp xấu nó liên hệ đến cái chuyện mà bẻ cổ dế, gọi là chặt cổ gà, hay là gọi là treo cổ người khác, nó sẽ được giảm. Và do đó cái bệnh đau của mình trong trường hợp này nó sẽ giảm đi xuống, và lúc đó người đó có thể chết một cách rất là an lòng, ra đi một cách rất là thoải mái, không sợ hãi gì cả. Cho nên là một người bác sĩ mà có thư tinh thần của nhà Phật nữa, thì bỗng dưng chúng ta thấy rằng cái người bệnh nhân sẽ được an vui nhiều hơn,
Chứ tôi rất tiếc là trong các bệnh viện đó, bởi vì nó có cái quy luật của đi của đó không đặt tôn giáo vào bên trong. Chứ nếu như là mỗi vách tường của từng cái phòng bệnh nó có chữ con, nói về giá trị của sức khỏe, nói về cách bảo vệ sức khỏe, nói về cái cách làm từ thiện, nói về cái cách mở rộng tình thương để mà chuyển hóa cái nghiệp sống trong quá khứ, thì chúng tôi tin chắc rằng là những người bệnh này sẽ có thể là thoát bệnh, khỏi bệnh, khỏe nó dễ dàng hơn là cái cách thức bình thường để những bức tường trống trơn. Nhưng mà rất tiếc là y khoa nó có những quy luật riêng của nó, nó không làm theo cái cách thức mà tôn giáo đã làm, mà nhất là đạo Phật. Cho nên nó có những cái hạn chế, và cái hạn chế đó nó được thay thế bằng những cái cách thức mà y học gọi là Đông phương đã làm. Nó hạn chế cái chuyện sắc sanh, nó không đụng tới cái chuyện này chuyện nọ. Cho nên vấn đề mà chúng ta tiêm thuốc cho người bệnh, nó liên hệ đến cái nhân quyền của người đó. Có thể người đó không nói được, phải không? Có thể người đó không phát biểu được, nhưng mà họ vẫn có cái sự lựa chọn là thích và không thích. Cho nên nếu chúng ta tiêm thuốc để cho người kia qua đời, để hạn chế cái khổ thọ của người đó, và nếu người đó không muốn là chúng ta không nên làm. Chúng ta không đặt vấn đề nhân quyền trong trường hợp này, mà chúng ta đặt ra với giá trị ảnh hưởng là tốt và xấu. Mà nếu giá trị ảnh hưởng đó là xấu, chúng ta phải hạn chế, chúng ta phải đình chỉ, chúng ta phải tìm một giải pháp khác. Miễn là cái sở thích của người bệnh nhân nó đặt ra là chúng ta nên làm, còn cái người thân của người đó đặt ra chúng ta đừng nên theo. Thí dụ người con nào, người cháu nào cũng muốn ông bà, cha mẹ, người thân của mình là sống hoài. Cho nên đó là thay vì phải chết, nhưng mà người đó cứ cho tiêm thuốc rồi sống bằng thuốc, thì mà cho đó người đó lại muốn qua đời, thì mình nên tôn trọng cái ý kiến của người bệnh nhân hơn là ý kiến của những người thân. Thì vấn đề này phức tạp đó, bởi vì nó liên hệ đến luật, chúng ta có thể bị thua, bị kiện nữa. Cho nên đó là hành cái nghề y khoa ở Mỹ nó khó, nó làm cho mình có thể bị hạn chế về tình thương. Nhưng mà ở phương Đông chúng ta làm mà có người khác chết cũng sao, ở đây có thể bị mất nghề, ví dụ vậy. Lúc đó chúng ta phải thận trọng nhiều hơn, và là các bác sĩ có lẽ quý vị sẽ hiểu về cái cách thận trọng như thế nào hơn là chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết cái nguyên lý chung chung là nhà Phật dạy thôi, còn cách thức ứng dụng thế nào để có giá trị cho bệnh nhân, để có giá trị cho sức khỏe, để giá trị cho sự sống, thì quý vị đã được đào luyện gọi là 5-7 năm, đã có kinh nghiệm 50-70 năm gọi là làm hành nghề này, có lẽ là sẽ tìm ra giải pháp thích ứng cho mình như thế. Dạ, kính mời quý vị. Cho tôi hỏi chút xíu thôi. Nãy anh bác sĩ Thọ có nói về cái vụ sát sanh, nhưng tôi thấy là sát sanh đó để phục vụ cho khoa học. Nhưng có trường hợp cũng sát sanh đấy, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện làm hàng ngày mà chúng tôi cũng làm nữa. Ví dụ một con mũi nó cắn tôi đâu có để, tôi đâu có để cho nó cắn, nó hút máu tôi rồi truyền bệnh cho tôi nữa, tôi đập nó chết. Ví dụ tôi ăn con ruồi nó lại đậu trên thức ăn tôi, nó chết. Em vi trùng là tôi ăn vô tôi chết, tôi đập nó chết. Thì thầy suy nghĩ cái sát sanh nó như thế. Đây là một câu hỏi rất là hắc cú. Nhưng mà nó là một câu hỏi rất là hiện thực. Cũng cần nói thêm rằng trong cái nguyên tắc đạo đức thứ nhất mà Đức Phật quy định cho những người tại gia đó, hoàn toàn không có nội dung bao hàm cho cái việc là không được giết hại các con động vật. Cái học thuyết từ bi Đức Phật dạy đó là chúng ta phải thương các con động vật, nhưng mà trong đạo đức của người tại gia, Đức Phật không đòi hỏi tuyệt đối. Đức Phật chỉ yêu cầu chúng ta là không được giết hại con người, tôn trọng mạng sống của con người, ý thức về cái khổ đau do sát hại gây ra, mình không làm chuyện khổ đau cho người khác, mình không giết người khác, lấy mình làm thí dụ, không giết, không bỏ giết, và đối tượng trong trường hợp này chỉ là con người mà thôi. Còn các loài động vật thì Đức Phật không đề cập đến ở trong cái điều khoản đạo đức dành cho những người tại gia. Và lòng từ bi đó là một học thuyết dành cho những người gọi là vừa tại gia vừa xuất gia, bởi vì có những con người tại gia họ muốn nuôi lòng từ bi của họ theo cái cách thức một vị Bồ Tát đã làm, cho nên lúc đó họ phải hạn chế đối với các loài chúng sanh. Chúng sanh loại lớn, rồi đến loại dừa, loại nhỏ, rồi các loại côn trùng, rồi nhiều loại vi trùng, vi hiểm. Thì trong trường hợp mũi và các loại kia đó, thì quý vị có thể giết, nhưng mà cái nghiệp nó cũng có. Đã giết là phải có thôi. Nhưng mà trong lúc mình giết đó, thì mình nếu mình hiểu là có nhiều người giờ ta có thể nuôi được như thế này. Bây giờ nếu mà để cho con mũi này, như vậy mình có thể gọi nó bằng anh đi. Nếu để cho anh sống cái kiếp mũi này, thì anh gieo cái nghiệp gọi là hút máu người khác thêm một kiếp nữa. Cái khổ đau của anh nặng và tôi cũng bị bệnh, cho nên thôi tôi giết anh, mong anh được siêu sanh xuất hóa. Thế mình qua được như vậy thì cả hai cũng được lợi lạc. Cho nên cái nghiệp sát đó nó sẽ bị nhỏ hơn, nó sẽ bị hạn chế ít hơn. Chứ còn khi mà sát sanh là phải có bị một cái hệ quả. Nhưng mà mỗi một loài động vật á, dĩ nhiên là về cái quyền sống á, nó ngang bằng với nhau, nhưng mà cái giá trị nó khác nhau. Tại vì có nhiều loài động vật nó giúp ích cho loài người, ví dụ là chó, loài mèo, những loài gia súc á, nó ích vô cùng.
cho nên giết nó đó thì bỗng như cái lòng từ bi chúng ta bị thương tổn nhiều hơn. Còn giết những loài muỗi mà nó giết mình, nó không coi là muỗi mà mang bệnh sốt rét là nguy hiểm vô cùng, phải không ạ? Hoặc là sau này có những loài muỗi nào nó có thể truyền nhiễm bệnh sida là nguy to hay cho cuộc đời lắm á. Cũng rất là may là vi trùng sida không sống lại, không sống được ở trong bụng của muỗi á. Chứ nếu mà sống được không biết bao nhiêu người sẽ bị chết theo cái bệnh này. Thì lúc đó chúng ta phải giết nó thôi á. Dĩ nhiên là chúng ta phải chấp nhận mang cái lòng từ bi để giết nó, để cho nó được siêu sanh thoát hóa. Thì như vậy thì không có vấn đề gì hết cả. Nhưng mà là những người tu á, theo gì nó không có bất tâm á, thì trong trường hợp á, chúng ta phải tạo ra những cái điều kiện để cái nghiệp sát đó nó được diễn ra một cách là tối thiểu nhất. Để tránh cái chuyện muỗi thì chúng ta cứ ở trong cái mùng là khỏe. À, có nhiều chùa ở vùng U Minh Hạ, ở Cà Mau á, rồi muỗi vô số đó là cái lò muỗi nổi tiếng nhất thế giới mà. Mà muỗi đó nó bự gấp ba là con muỗi thường. Nó mập hơn mấy con muỗi ở Mỹ. Thì lúc đó đó thì để hạn chế thì mình cứ chui vô mùng thôi. Khó mà ngồi tâm sự với nhau thì cứ mang một cái mùng, cái bề dài nó là một thước hai, em xin lỗi, bề ngang một thước hai, bề dài nó 2 mét, chiều cao nó khoảng là 2 thước, thì nên vào trong đó mà ngồi gọi là tâm sự là thâu đêm luôn cô không sao cả. Còn mình ở như thế này thì mình có thể là mình phải tiếp xúc với nó, mình phải giết nó nhiều hơn. Cái thứ hai nữa, ở phương Tây này nó có cái mà chúng ta có thể học được, đó là nhà nó kiến kính hết. Và nếu như nhà không kín mà có cái cửa cái lớn đó, thì chúng ta có những cái màn nhỏ, à, cái màn sắt đó mà nhỏ, cái bằng lưới à, lưới, thì cái đó đó chúng ta có thể là hạn chế muỗi vào trong nhà của mình. Cái thứ ba nữa, môi trường vệ sinh ở đây tương đối là tốt, nó không có ống cống bị nghẹt, cho nên muỗi không phát sinh. Mà muỗi phát sinh trong trường hợp là nó sống ở cỏ thôi, nó trở thành là quá xanh từ cái xương ở ngoài cỏ, thì trong trường hợp đó muỗi vào trong nhà chúng ta rất là ít. Cho nên cái hạn chế trong trường hợp này bằng cách gia tăng các phương tiện bảo vệ sự sống thì chúng ta có thể hạn chế được cái nghiệp sát sanh muỗi một cách dễ dàng. Tương tự đối với những cái loài gọi là gián hay là loài kiến hay gì đó, chúng ta giữ nhau nhà thật sạch thì cái đó nó sẽ ít đi. Như vậy là chúng ta có thể hạn chế đó cái việc đó. Nếu có phải gọi là giết nó để bảo vệ sức khỏe của mình và những loài khác đó, thì chúng ta phải mong cho nó được vãng sanh. Chúng ta phải gọi là thù hằn nó, mà chúng ta phải khởi lòng từ bi, chỉ như là hê lệ dụng từ bi chút xíu hay giết nó. Thì tôi mong cho cái kiếp của anh chị trong trường hợp này nó ngắn lại chút xíu, siêu sinh thoát quá đi. Là nhớ về Phật, nghĩ về Phật, nghĩ về Pháp. Dĩ nhiên nó đâu có ngôn ngữ đâu nó nghe được, nhưng mà cái luồng sống tâm thức nó phải thiết lập được ở một cách thức này, thức nọ, cho nên nó có thể có được cái cơ hội để mà tốt lên được bản sắc. Thì trong trường hợp đó thì vậy cái nghiệp sát nó sẽ có thể gọi là hạn chế một cách tối đa. Chứ còn mà tìm cách tuyệt đối thì khó vô cùng, khó dữ lắm.